cảm ơn ca sĩ Hà My và diễn viên Nhũ Nhi. Thì cặp đôi này là phải nói là xứng đôi nhất. Xứng nhất luôn á. Một bên cao to, đẹp trai. Cái lúc tập mập mạp dễ thương. Cái lúc tập My nói giờ ủa em ôm anh, em ôm sao? Không lẽ em ôm dưới vậy? Thôi để anh ôm dưới cho em ôm trên đi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét từ ban giám khảo. Cái bài hát là một sự lựa chọn chính xác. Hưng nghĩ là nó là một lợi thế với giọng hát của Hà My. Câu nào ra câu đó rất là chắc, rất là ngọt ngào. Còn với bạn Dũng Nhí, chất giọng của anh Dũng á, nó sáng trưng à. Những vòng sắp tới Hưng tin là sẽ có rất là nhiều tiết mục thú vị. Với cái chiều cao này nó sẽ còn nhiều cái tiết mục hài hơn nữa, là người ta sẽ thích cặp đôi này nhiều hơn. Hưng cũng sẽ trở thành một trong những fan hâm mộ của cặp đôi này. Chúc dạ, xin cảm ơn anh. Cảm ơn. Như là anh Dũng có biết ca cải lương không? Có, hát cải lương hơi dài luôn kìa. Câu đi, câu đi. Rất là đã luôn. Câu đi, câu đi. Rất là khoái luôn. Em ơi đã từ lâu anh giờ chiếc lá xanh tìm dần trăng sáng rồi chốc lát nữa đây khi mây tan chị hằng lõ vàng. Tôi là một kẻ cô đơn lạc vào ảo mộng nhưng đã lờ trót yêu ai, đã lờ trót yêu ai, yêu người con gái. Rồi một chiều đông tôi nghe lòng mình tê tái khi bước vào hiểu ca bài ca thương nhớ. Tôi yêu cô gái thanh xuân mà đã từ lâu ôm ấp trong lòng. Em đã từng xem anh ở rất nhiều chương trình, là rất là mê cải lương luôn. Nhưng mặt ra nghề thì không phải là cải lương. Em có nghe cái sự tâm sự đó của anh. Nhưng mà đặc biệt khi hát vọng cổ nén hơi lại sắc, rất là sắc nét luôn. Anh Dũng hôm nay hát với một cái phong thái rất là thoải mái. Còn nói về My, trước một khoảng năm mà 90 mấy là không ai không biết My hết. My hội đủ hai thứ gọi là thanh và sắc. Chỉ có bẳng thời gian Ly cũng không có biết sao mà My lại bị cái điểm dần. Một cái điểm dần, mong muốn rằng My sẽ nuôi lại cái tình yêu âm nhạc của mình để có thể quay trở lại một Hà My như xưa, rất là đẹp mà hát rất là hay, rất là ngọt cái dòng nhạc trữ tình này. Chúc mừng My và anh Dũng. Thật sự thì cảm ơn chị Tư, cảm My. Không phải là Ly khen My mà My nói ra những cái điều này. Thì sau này My cũng có phát hành một cái bài hát chị Tư mà vô tình trên mạng cũng thương cái bài hát đó mà đặt cho My là cái biệt danh chị Tư. Và thôi bây giờ chị Tư sau này xin phép ôm chị Tư trước một cái. Ôi trời ơi. Trở lại mà lợi hại hơn xưa ha. Đây cũng ôm cái quan nha Dũng nha. Ôi trời ơi, Hà My 15 năm trước đã gặp Hà My lần đầu và còn song ca nữa. Cái lúc mà Lê còn chỉ mới 20 tuổi thôi, lúc đó Lê cũng chưa phải là đi hát chuyên nghiệp. Lê đã nghe Hà My trên một cái băng nào đó hát một khúc cải lương thôi. Nói ô cái cô này giọng hay quá. Và con Lê nghĩ đây là giọng ca nữ rất đẹp. Nhưng mà mỗi người có mỗi phần mỗi số. Chính Lê là rất Lê buồn lắm á. Thấy Hà My hát cái tự nhiên trong lòng tôi á, cảm thấy là tôi mỉm cười. Đôi khi em lại ẩn mình trong cái vỏ ốc, em không thoát ra ngoài. Và bao nhiêu cái cơ hội ngoài kia em khóa cửa hết. Anh nghĩ cũng có một cái lý do nào đó riêng tư. Nhưng hôm nay anh rất là mừng, anh rất vui. Và anh ước mơ rằng Hà My hãy trở lại ánh đèn sân khấu và hãy thể hiện sức sống và hãy xinh đẹp như ngày hôm nay mãi mãi nhé. Cảm ơn chương trình dành cho Lê ngồi hôm nay. Cảm ơn hai bạn đã để lại một kỷ niệm tuyệt vời ngày hôm nay đối với Quang Lê và các huấn luyện viên ở đây. Vòng sau, cái thế mạnh của hai người không phải dừng ở hát đơn thuần như thế này, mà phải là một cái quán ấm đầu làng, một cái tô ánh nguyệt, hay là một cái Lan và Điệp. Một câu chuyện nhỏ khoảng 2 phút, 3 phút kết hợp với một bài từng nhạc cộng với từng cổ và rớt một câu giọng cổ xuống, đảm bảo luôn. Và một câu nhắc nhở khéo thôi, không chơi thì thôi, mình bước vào cuộc chơi thì hãy để tâm tới nó một tí. Tất cả những gì phấn đấu của mình sẽ có cái để bù đáp cho mình. Chúc mừng tiết mục các bạn. Kính thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với cặp song ca, ca sĩ Hoàng Ngọc Sơn và ca sĩ Lâm Ngọc Hoa. Bây giờ xin mời quý vị hãy cùng nhìn lên màn hình để xem kỷ vật của họ là gì nha. Cái này nha, công tâm mà nói nha, là đoán đường nào cũng sai. Thôi vậy hả? Chiếc khăn theo mẹ may cho em. Đó, chiếc khăn tay. Trên cành cây mẹ theo con chim. Chưa có con chim nào trên cành cây này hả? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần dự thi
của Hoàng Ngọc Sơn và Lâm Ngọc Hoa. Chúng ta sẽ biết được bài hát này tên gì nha. Wow, trời ơi, đừng giỡn anh nữa bà. Đi trễ có mấy phút làm gì giận dữ vậy? Trễ gì có mấy phút, anh đi đâu mà trễ? Tại vì mưa gió bão bụng rồi sao anh đi được. Giận luôn. Giờ giận hoài đúng không? Được rồi. Trả lại cho em bằng năm trường. Một người quay đi, một người ghé non, nắm tay hết giận hết hờn, để trong giấc mơ thôi chậm chờn. Trời ơi, năng nỉ chút xíu hết giận đúng không? Hết giận rồi đúng không? Không hiểu, không hiểu. Tao hết giận rồi, làm hết hồn, giận nữa. Trời ơi trời, giận hoài quá. Để non, nắm tay hê sơn hê thường, để trong giấc mơ thôi chậm. Giận anh nữa nha. Lần này thôi nữa đó nha. Biết rồi. Xin được cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét từ ban giám khảo. Giọng ca của Hoa đó, người ta đã làm một cái giọng nó đẹp sẵn rồi, không phải gằn, không phải làm bất cứ một cái điều gì hết. Người miền Nam phải không? Con người miền Nam đúng không? Dạ đúng rồi. Ở quê, quê ở đâu nói cho mọi đại dinh biết. Dạ quê em ở Sóc Trăng. Ở Sóc Trăng rồi. À, wow. Rất là trong và giọng rất là liêu trai, nghe dễ chịu lắm. À, về Hoàng Ngọc Sơn thì chàng trai này cất giọng lên một cái nghe mà âm trầm mà ấm, rất là ngọt ngào, hát rất là hay. Chúc mừng hai em nhé. Ở vòng sau nữa anh khuyên hai đứa nên chọn những bài tiết tấu nhanh một chút, vì tụi em diễn được tạo không khí và có miếng có chiêu trò để làm. Bây giờ tiểu tình cũng chơi rồi. Nhưng bây giờ nếu mà mình thi vô những vòng trong nữa thì mình mới có hát, nhưng mà nhạc sung, nhạc sung thì bây giờ em biết nhảy không? Thôi, em nhảy thì được mà biết khán giả coi được hay không thôi. Bây giờ làm thử luôn đó, được. Hôm nay đến đây có một vị giám khảo khách mời đúng không? Lên đây dạy nhảy với Ngọc Sơn luôn nè. Xin mời anh ba lên đây dạy nhảy nè. Đó, cái này mới ghê nè. Michael, Michael. Quay. Một. Một. Hai. Ba. Ba. Quay. Áo. Cái này còn quay. Hay quá. Chiêu này mới nè, chiêu này mới. Chiêu này lạ nè đó. Hey. Oh. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Tan trường tạo từ mây, từ mây trắng, từ mây trắng. Tan trường chờ em đi ngang về lối này, biết rằng tan trường thì em hay đi lề bên ấy. Anh ngồi anh đợi, chờ đâu em đi lề bên này. Anh ngồi bên này, lòng xuân sao mong chờ em thấy. Chào một nụ cười, ngờ đâu em đi lẻ kia rồi. Và từng ngày như thế, và từng chiều như thế, anh
vẫn chờ áo bầy. Và từng ngày như thế, và từng chiều như thế, anh vẫn chờ mắt ai. Rồi cuộc đời như thế, và tình là như thế, ôi mong đợi ngậm ngùi. Trời ơi ông ơi, sao, sao tàn lẻ vậy? Thời gian mà bà, cầm giùm tôi cái gậy được không? Tôi bỏ cái gậy luôn đi. Vũ quán chú. Trời ơi, nó tiếng chị. Anh luôn. Chị lòng thật buồn khiến gian dối, vì đường trường mưa giăng lối về. Đừng buồn phiền khi anh vắng đây, vì trong lòng anh chỉ có mỗi em thôi. Thôi, ông nói có mỗi mình tôi thôi, mà ông để tôi đợi, để mòn đợi mỏi luôn. Mà bà là ai vậy? Trời ơi, vụ gì đây? Tôi nè. Tôi nào? Tôi là bé Mơ nè. Trời ơi, bé Mơ của tôi đang ngồi học. Áo trắng đẹp lắm, áo của bà thấy ghê à. Trời ơi, nhớ tôi hồi áo trắng không à ông ơi? Già rồi, bao nhiêu năm tháng rồi, thay biết bao nhiêu màu áo đứng đợi sắp chờ. Sắp tới giờ tan trường rồi. Mà không nhớ, cứ nhớ cái áo trắng không à. Thôi, ông không nhớ tôi thì thôi, khỏi gặp tôi đi về. Thôi, đợi tôi một tí, sắp tan trường rồi, đợi luôn nha. Sắp tan trường rồi, đứng đợi một tí. Chắc rằng sẽ gặp, vì hôm nay anh chờ trường công. Bạn già, bạn già. Trong lòng mang một nụ hoa thơm hương tình yêu lâu. Tiếng vọng tan trường, lòng anh nôn nao nhìn áo trắng. Bao người qua rồi, mà sao em đi về nơi nào? Ngỡ gần anh nhìn, nhìn quay trong sân trường im vắng. Hoa phượng rơi đầy, và con tim anh tươi đến dài. Hoa phượng rơi đầy, và con tim anh gặp được em rồi, cho anh mời em đi uống nước nghe. Em thích uống trà sữa. Ăn bánh tráng trộn luôn đi em. Thôi một món thôi anh ơi. Hai món sao vậy? Một món. Bụng em vẫn khỏe hả? Thôi một món thôi. Mình đi đi em. Mấy bạn già ơi, trà sữa ngon. Xin được cảm ơn Hồng Mơ và Hùng Thanh rất nhiều. Hồi vừa chúng đang thấy anh Đào Vĩnh Hưng đang nhăn nhăn đó nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với sự nhận xét từ ban giám khảo. MC Hùng Thanh, wow, không bao giờ nghĩ là MC sẽ chuyển qua sân khấu mà lại hát hay như vậy. Có một cái cách trình diễn quá là năng động. Và Hồng Mơ, hôm nay em thể hiện rất là khác. Và một cái màn trình diễn cứ thay đổi liên tục, bắt mình không thể nào rời mắt được. Cảm ơn hai em đã cho anh một bài trình diễn thật tuyệt vời. Khen mà rớt cái gậy luôn đó. Mừng quá Hùng Thanh. Cái giọng hát của em nó dày, nó ấm. Cả phong cách của em Việt nó rất là đàn ông, rất nam tính. Bắt đầu bước ra tới cái phần của cô bé Hồng Mơ, cái cách ca và diễn trong lời ca, đó là cái không phải ai cũng có thể làm được. Em làm nó rất là vừa phải, mọi thứ dễ chịu. Một sự kết hợp duyên dáng. Duyên dáng của em nè. Mà nhúng kỳ nó được nhúng nữa ghê quá. Thanh, đây là tuần thứ hai mà tiết mục của em trong cái khuôn khổ từ 5 tới 7 phút mà tụi em đi dậy là dàn dựng. Thì lần sau anh nghĩ tụi em phải gạch đầu dòng, tuần tới tôi phải làm cái gì, và có một kế hoạch rất chi tiết và cụ thể luôn để chuẩn bị. Vì mình bung sớm quá, chắc chắn những chiêu sau của mình sẽ hơi ngợp, nên phải giải quyết phải rất là hay. Đúng không bạn Trung? Đúng anh. Năm ngoái thì khi mới vô làm chung chiêu liền, nên càng ngày em hơi càng đuối. Hơi em đuối nhiều luôn. Cũng nhờ anh chỉ cho mấy chiêu.
khẩu trang cắt miệng. Chỉ để còn nhớ đến giờ. Dù sao đây là tiết mục rất là hay. Thực sự là lấy được cái không khí, tiếng cười cho tiếng vỗ tay. Và thật là ngọt ngào luôn, giọng hát của Hùng Thanh và Hùng Mơ nha. Cảm ơn hai bạn. À, xin được cảm ơn anh. Hai. Ủa, cậu ba. Dạ. Mèn đét ơi, mới về đấy ha. Dạ, em mới về. Trời đất ơi, rồi mệt không, lại đây hay quá. Hai mới đi bán về hả hai? Dạ. Khỏe không? Khỏe. Trời ơi, nói hộp này bán đắt lắm cưng. Dạ. Rau của chị trồng á, ai cũng khoái mua hết trơn á. Đặc biệt là rau đắng nha, lúc nào cũng hết sớm. Mèn đét ơi. Cô má con mới về. À. Trời ơi, giọng ai mà sẵn sàng với ông cậu đẹp trai của tôi quá vậy? Ủa, cậu bay lúc nào không đẹp? Ở đây phải không? Xin được cảm ơn một phần trình diễn đầy cảm động của Hùng Thanh, Hồng Mơ và phần trợ giúp của nghệ sĩ Hồng Trang. Cho Hồng lên đừng ôm Hồng Trang. Tại sao có thể có một con người dễ sợ như vậy được rồi? Em sợ. Cảm ơn. Hưng chỉ có thể nói cái phần của Hưng như thế này nè. Nếu đây là một tác phẩm để dự thi thì trong đó có những hạng mục âm nhạc, âm thanh, kịch bản, diễn viên, tất cả đều đoạt giải xuất sắc nhất của một liên hoan phim lớn nhất trong trái tim của khán giả. Với anh, đây là kịch bản xuất sắc nhất trong suốt hai mấy năm qua. Rồi những bức tường sau các bạn sẽ dựng cái gì lên, Hưng chưa biết được, Hưng cũng đang trông chờ xem. Và rất rất mong một lần nữa trong những ngày tháng còn ngồi ở vị trí này được nhìn thấy Hồng Trang xuất hiện trở lại một lần nữa. Dạ, yeah. Yeah, cảm ơn. Tôi xin được khẳng định luôn, bắt đầu từ ngày hôm nay giờ phút này trở đi, tôi có một thần tượng mới nữa là Hồng Trang. Cảm ơn. Dạ, em xin mời chị Tư cũng đi. Cái cảm xúc nó đẩy người xem lên tới cực độ ở những cái câu thoại và cả cái cách diễn của mình. Thực sự hôm nay khen Hùng Thanh rất nhiều. Mình có cảm giác là Thanh đã nhập vào cái nhân vật, cho nên trong cái giọng Thanh nó rung mà không phải là rung để tập, mà giống như đang giận dữ thật sự. Nó bị liệu cái giọng lại luôn. Cao trào đẩy lên cam sắc, nó làm cho một cái sắc giận dữ. Thì cái lúc đó Thanh làm khá là tốt. Cho tôi nói một câu đi. Nói đi. Trời, nó hay quá à. Yeah. Thiệt á, tại Mơ em cũng vô cái vai nó vừa phải lắm luôn, nó không bị lên gân, không bị một cái gì hết trơn, đúng nghĩa một đứa cháu gái luôn. Lý nghĩ chắc một phần là cái người bạn diễn của mình nó quan trọng lắm, nó sẽ đẩy mình, nếu mình bắt được cái nhịp á thì nó sẽ ăn rơ lên và nó nâng cái cảm xúc mình lên, cho nên là Thanh làm rất là tốt. Và khi mà biết được chị hai như vậy nói mấy câu đầu thì nó chưa có đi vào cái cảm xúc, nhưng mà sau đó ôm chị khóc thì mạnh cảm xúc lại trở lại. Sau cái màn diễn này nó phải có một cái câu đi vào nhạc trở lại, mà Lý Khao khác Lý nói trời ơi bây giờ là vào cái câu điệp khúc là nó đúng nhất luôn, xin được làm mây mà bay khắp nơi đó, vương trời đó, ghé chốn quê hương đó, nên nói vào câu đó là bảo đảm nó sẽ đắt giá, chứ đừng có trở lại đoạn A giùm tôi nha, trong lòng thầm vậy. Ai ngờ nó y chang luôn. Bởi vì như nói, cái bài, nội dung bài hát, cái lời bài hát và cái kịch mình dàn dựng vào mà nó đi vào, nó đúng, nó hợp tình, hợp lý mà nó đúng luôn á, là nó sẽ rất là chạm đến tim người nghe, rất là dễ luôn. Cái câu chuyện này, đôi lúc trong cuộc sống, chúng ta bắt gặp đâu đó. Nhưng mà để diễn được một cái kịch bản như hôm nay, dạ, nó quá xúc động đi. Làm cho con người ta cảm giác đó là một cái tình người hơn hết. Tất cả ai cũng có thể lỗi lầm, ai cũng có thể làm những điều sai trái. Nhưng khi quay về với gia đình của mình, quay về với những tình cảm yêu thương ruột thịt, thì cái nhân văn nó vẫn tồn tại. Cái tình người, cái tình thương vẫn chan hòa khắp nơi. Mà non hương tóc em biết bao.
chiều chiều gửi bao nỗi nhớ, nhớ từng nụ cười ngây thơ thắm duyên mơ. Chiều nghiêng nắng đổ về quê em phù sa bát ngát, tình mình dù ngăn cách sông chưa đâu cách lòng, mỗi lần nhớ em sao nghẹn lòng. Trung, mày đi đâu mày mặc đồ đẹp quá vậy Trung? Trời ơi, mày không biết vụ gì hả? Vụ gì? Bữa nay đám cưới của My, nó mời tao qua làm MC. Ủa, mà nó có mời mày không vậy? Có, My có gửi thiệp mời mời tao nè. Rồi có đi không? Tao không biết nên đi hay không nữa. Dù Ê. Sao ngày xưa mày với nó cũng yêu nhau mà bây giờ nó lấy chồng thì mày cũng phải tới mày chúc mừng cho nó chứ. Tao nên tới không? Mày tới nha, mày tới mà mày còn hát tặng nó một bài nữa. Tao hát luôn hả? Ừ, vợ người ta. Thôi, bài đó tao không có thích. Chứ thích bài gì? Đắp mộ cuộc tình. Ông nội ơi, tao về tao thay đồ cái tao qua liền. Đi nha, đi nha. Hey! Kính thưa quý vị, hôm nay gia đình chúng tôi rất vui được đón tiếp quý vị đến với lễ thành hôn của con cháu chúng tôi. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng nhìn lên sân khấu và cùng chào đón cô dâu và chú rể. Đúng là trai tài gái sắc, trời sinh một cặp. Xin được cảm ơn quý vị. Dạ kính thưa quý vị, em là bà Mai, là người đã xe duyên kết nối cho hai người này đến với nhau đó quý vị. Quý vị biết không, ông ta là một chú rể thương gia giàu có nhất hiện nay đó. Anh chỉ bị điên cô chút xíu xíu thôi, đó là căn bệnh tai biến. Nhưng nói với em, tai xanh tai biến thì không cần biết, miễn trên tay có cầm tiền là ok rồi, đúng không quý vị? Chúc quý vị cho chúng ta có một buổi tối thật ngon miệng. Ớ là la. Thôi đi bá ơi. Thôi hôm nay cũng là ngày vui. Bây giờ con cũng xin gửi đến cho ba mẹ và ông bà ngoại và gia đình và các quý quan khách ở đây một bài hát mà rất là mang nhiều kỷ niệm. Bài hát có tựa đề Hương Tóc Mã Non. Lâu nay muốn qua thăm em, nhưng ngại gì cầu tre lắc leo. Tháng ngày tuổi đời trôi theo, níu chân nhau bạc thêm mái đầu. Còn tìm đâu ngày xưa yêu dấu, đường về hai thôn cách xa, thoáng cơn gió chiều nhớ mùi tóc em hương đậm đà. Lòng chợt buông mất dáng xưa tan theo giấc mộng, bước sang sông đang mùa lúa trổ đồng đồng. Làm sao em quên những ngày khi mới quen tôi, bên gốc đa gian đường hai đứa ngồi tỏ tình yêu đương. Anh thương tóc em bay bay trong chiều chiều gửi bao nỗi nhớ, nhớ từng nụ cười ngây thơ thắm duyên mơ. Chiều nghiêng nắng đổ về quê em phù sa bát ngát, tình mình dù ngăn cách sông chưa đâu cách lòng, mỗi lần nhớ em sao nghẹn lòng. Lần nhớ anh sao nghẹn lòng.
tình mình dù ngăn cách sông chứ đâu cách lòng. Mỗi lần nhớ nhau sao nghẹn lòng. Anh Vũ, kính thưa quý vị, và vừa rồi chúng ta cùng đến với sự trình diễn của Hà My và Dũng Nhí. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét từ ban giám khảo. Và em mời anh Hưng. Lúc đầu Hưng ghi ra đây nhiều thứ lắm. Có những cái Hưng nói để muốn cho tiết mục nó còn xuất sắc hơn nữa. Cho tới khi mà anh Dũng bước vào phần thoại, xong rồi một giọng hát từ trong cánh gà cất lên. Lâu nay muốn qua thăm em, nhưng ngại gì cầu tre lắc leo. Tháng ngày tuổi đời trôi theo, níu chân nhau bạc thêm mái đầu. Xóa hết tất cả những gì mà anh cần nói. Rất là hay. Cảm ơn anh rất nhiều. Dạ, cảm ơn anh. Em thích anh Dũng ở chỗ là cái chất giọng anh Dũng rất là đời và nó tình cảm, nó mộc lắm. Mà anh dùng cái phương pháp là anh hát rất là nhẹ, giống như nói. Đó, cái đó mới là chết chứ anh hát bình thường. Anh hát là không lâu ai muốn qua thăm em, là nó sẽ trôi tuột. Nhưng mà anh hát giống như anh nói, nhưng mà nó thì thầm. Cái đau của cái người mà người yêu mình đi lấy chồng, nó nhẹ nhàng rồi anh đi, cái tướng của anh đi ra nữa. Thiệt tình là lúc đó em cũng như Hưng, em nhìn qua hai người hơi có một sự khựng lại luôn. Thì cái đầm, cái trầm của anh, cái nhẹ, cái êm của anh, nó vừa mới ngưng, bỗng đâu mi bật vào cái đoạn điệp khúc, một cái sự mà lòng chợt buông mến mà trời ơi, xong nó cháy ở trong đấy, nó tương phản, nó lại tạo cho mình một cảm giác ly lại nổi lần thứ hai. Còn một chỗ nữa phải gọi là siêu, là khống chế được cảm xúc nhưng vẫn diễn được trong giọng hát của mình. Là rải từng chữ cuối mà nghẹn ngào, nó giả vờ như là không tới nốt nhưng thực sự là tới hết. Giả bỏ được cái cảm xúc đó rất là khó làm nha. Kinh khủng là chỗ đó, đó điểm 10 nằm ở cái chỗ đó đó. Xin cảm ơn ạ. Xin cảm ơn rất nhiều. Đến khi ngày ấy
dù rằng dòng đời ngăn cách tim ta. Phút giây ban đầu mãi không phai mờ. Em xin được phép hỏi chị Thanh Ngọc là nếu mà mình được sinh ra trong một gia đình mà có truyền thống về cải lương đó, thì bây giờ chị có thể hát một câu giọng cổ tặng khán giả được không ạ? Yeah. Trời xa mưa giông cho buồn lòng đứa con xa xứ. Dòng con hương chơi bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa, lại đông đây. Hay quá. Trời đất ơi, sao mình có thể một gia đình có quá nhiều những người tài giỏi như vậy. Ngày hôm nay nha, nói chị Quỳnh đừng có ghét em nha. Chị Ngọc hát trên chị một chút đó. Đúng rồi, giọng của Ngọc rất là ấm và mạnh. Có những cái chỗ mà là sắc nét rất rõ ràng. Cái hay đầu tiên của bài hát này là một bài hát nổi tiếng, nó nằm sâu ở trong ký ức của nhiều người, nhưng mà người ta đã phối lại. Ai vậy ta? Ai phối bài này hay vậy ta? Nghe tình lắm luôn á. Không phải là tình mà là sang, rất sang và có đất diễn cho ca sĩ. Khó lắm nha, hát để mà siêu rock ầm theo là bass với trống nó sẽ hỗ trợ lấp được, còn cái kiểu này á, Boston này rất là khó, sang trọng cực kỳ luôn. Với không gian này, với hai cái bộ trang phục như vậy và giọng hát như vậy, chị Quỳnh là mang áp lực, là người nổi tiếng, là nhiều trách nhiệm, nên chị gồng lên như nè. Đúng rồi. Đúng. Cho nên là trong cái chị kia hát là bình tĩnh, thoải mái, nhẹ nhàng, không có gì để mất hết trơn á. Đúng rồi. Đúng không? Em nói đúng. Dạ, có lẽ là sân khấu cải lương chị sẽ giỏi hơn em rất là nhiều, nhưng mà bên tân nhạc em chỉ thêm một chút xíu thôi. Câu đầu tiên đó, em với nước mong không thành thì sao, nó chậm hơn chút xíu thôi là nó ăn tiền hốt trọn gói luôn. Chậm để cái đàn nó đúng ý rồi. Trời ơi, nói hết trơn cái thả vụ đó rồi. Tại vì em đoán chắc là vào trong hai chị sẽ còn nhiều trò chơi lắm. Thấy không? Nào là lá sầu riêng nè, rồi đời có lộ nè. Ôi trời ơi, mình làm các kiểu với hai giọng nữ như vậy đó, nó vừa cùng tông nè, vừa là chị em nữa ha. Dễ chọn bài, dễ tập với nhau, mình sẽ nương nhau, sẽ có rất là nhiều những tiết mục và có thể làm cho khán giả sẽ rớt nước mắt. Em đang trông chờ lắm luôn á. Và em không còn biết, nhất định em sẽ là người khán giả đặc biệt của hai người. Em sẽ ủng hộ tối đa. Cảm ơn em. Cảm ơn em nhiều.
Thật sự mà chị nghe em khen Ngọc, chị mừng, mừng hơn tất cả. Là vì chị hát nhạc thì cũng nhiều rồi, nhưng mà Ngọc là ca giọng cổ rặc luôn. Mà cái bài này rất là sang. Minh Giao là chị, hai chị hát bài này thật là sang cho em. Chị rất là lo, lo cho Ngọc. Nhưng mà thật sự hôm nay mà em khen Ngọc hơn chị là chị rất là mừng. Nó là sự thật chị à, nó đúng hay rồi, thiệt. Mừng lắm. Chị nghe khán giả câu đầu tiên đổ xuống một cái khán giả, trời ơi chạy theo không kịp luôn. Đúng rồi, không hề ganh tị. Ngạc nhiên lắm đó, chuyên là cải lương. Hôm nay thể hiện như vậy thì cho em làm điều này chút nha. Tại em ngồi đây con số cho em ôm bạn gái coi. Trời ơi, vừa luôn. Trời ơi, vừa sai luôn. Cảm ơn em. Tôi ôm bởi vì tôi ngồi đây con số à. Số sao không có mặt tôi. Đâu biết. Thôi vậy thôi, chị năn nỉ em nữa đi. Không, tôi mở tivi tôi coi. Em nhìn thấy là trên người của anh á, cái nơ là hợp, cái nơ là hợp với bộ đồ nhất. Nè, tiết lộ đây. Cú đi. Cái nơ này nè, nhìn dễ thương không? Nhỏ bé không? Quang Lê rất là mê đeo nơ. Nhưng mà mấy cái nơ nó bự quá, cái nó cấn vô cái cổ mình, cái mặt mình mất tiêu vì luôn. Sao, vì sao cấn vô cái cổ? Cổ em ngắn quá. Em đừng có nói ra vậy làm chị Ngọc chỉ buồn. Đi về đây. Chị cũng cổ cái ngắn hả? Em xin mời chị Cẩm Ly à. Chị Ngọc chưa có đi hát nhiều cho nên hát theo cái mộc, theo cái cảm xúc. Nhưng mà bản chất thì cái giọng chị nó hay. Còn chị Quỳnh là thí dụ chị bị áp lực về nhiều thứ, và mình có pha một chút cái kỹ thuật vào trong đó, bỏ nhỏ, cho nên nó lại nghe cái độ mộc bên đây nó có sự bất ngờ nhiều hơn. Mà chị có hát có nhiều cái đoạn, cái chữ, cái cách hát nghe nó giống kiểu người mấy người xưa hát hơn. Cho nên là đúng là hôm nay dành rất là nhiều lời khen cho chị Thanh Ngọc. Mà chị Quỳnh hôm nay em thấy chị thả thính hơi nhiều quá nha. Không còn bao nhiêu năm nữa thả, bữa nay đi qua ngày năm sau hết thả rồi, tại già hơn nữa rồi. Không có chị, mình gái mình không dùng chữ già chị. À, mặn mòi và đậm đà hơn thôi, chị không có dùng già thôi chị. Để em nói là, em nói nè Quỳnh ơi, em còn trẻ lắm. Vậy đi nha. Bây giờ xin mời người cùng đến với sự nhận xét của anh Minh Viên. Trước tiên là em tiết mục của hai chị, và hai chị đã cùng em và ban nhạc chịu một cái thử thách, thà là mình đâm vào con đường khó luôn từ đầu và để lột xác và lột luôn cả những cái định hình sẵn. Tại sao chị Ngọc thành công? Vì chị Ngọc có nhiều chơi nhiều nên chị rất là thoải mái, và chị Quỳnh đang bị một cái áp lực lo cho chị Quỳnh mà bị lo luôn cho cả chị Ngọc. Nên em khuyên nha, cái này em khuyên thôi, chị Quỳnh nhẹ là một tí, chơi đi không còn gì để mất. Nhưng mà riêng chị Ngọc nha, chị đang diễn thế này thì khi chị Quỳnh hát cái câu em còn nhớ là gặp nhau để không dám cười, không ai nhìn ra nhưng em sẽ nhìn thấy, là chị Quỳnh quay qua, không biết ở nhà có tập hay không, quay qua để tìm cái ánh mắt của chị Ngọc quay lại để hai người cùng nhìn nhau. Nhưng chị Ngọc không làm được điều đó vì chị Ngọc đang ô chơi tới luôn. Không có tập á, nhưng mà tại chị sợ cái intro quá, cái chị đang em biết cái đó, em biết. Chị Quỳnh rất khéo, chị Quỳnh quay qua thấy mắt nó đi chỗ khác rồi, cái cũng cho bộ quay ngược lại đây. Trong hậu trường chị còn dặn là nhớ nhìn nha chị Tư, mà ra đây chị không có nhìn chị. Mà hai chị cảm giác là đã với bài hát này đúng không? Rất đã. Rồi, xin chúc mừng hai chị. Ông xã ơi. Gì? Ông xã thức dậy đi làm nè. Trời ơi, giờ này giờ nào bắt đi làm trời. Trời ơi, giờ tí canh ba rồi. Vậy giờ tí canh ba hả? Ủa. Trời ơi. Dạ. Vô đi bà. Từ nhỏ nó chưa có ngủ mà. Kệ đi, chút xíu tụi nhanh đi mà. Các con ở nhà nghe. Trời ơi, anh đi làm nha, ở nhà chăm mấy đứa nhỏ nghe. Ê, trời ơi trời, mới kêu người ta vô chưa có. Nó giấu cái gì vậy ta? Tôi nghi lắm nè. Phải đi theo mới được. Mấy đứa ơi, đi theo mẹ. Đi. Uống rượu không say, mấy ai tìm uống làm chi? Các chiến hữu. Xin lỗi tới trễ. Phạt. Phải phạt đúng không? Đúng. Đúng rồi, vô trễ là phải phạt. Uống luôn hả? Nóc luôn. Nóc. Đó. Vô. Sướng. Ngon. Cái nữa. Bữa nay ông chết với tụi tôi. Chờ tôi tới. Tụ tập ở đây chứ không đâu á. Trốn đâu rồi. Đi ra đây. Ê, Tam. Đi đâu vậy? Thì đi kiếm chồng tôi chứ đâu. Cái dòng mà sợ vợ là không có chân chung. Đúng rồi. Nè, anh đừng có nói vậy nha. Anh mà nói vậy dịch mét vợ anh đó.
Mẹ cái trời ơi, tôi mà sợ vợ là xin lỗi nha. Vợ tôi ở nhà coi năm đứa con rồi, không lo gì hết, nhậu thoải mái, hiểu không? Cảnh ra tôi nói cho các chính phủ biết, vợ tôi, vợ là gì? Vợ là miếng cơm nguội đáy nồi hẩm hiu. Có vợ mình thấy quạnh hiu. Vợ là bà nội anh yêu suốt đời. Vợ là cái gì? Cơm nguội đó. Đáy nồi hẩm hiu. Mày ơi, không có. Hồi nãy anh nói anh đi đâu? Anh đi làm. Thôi chị, đi làm sao chị, ngồi chị, đây? Chị bình tĩnh, bình tĩnh. Thôi thôi thôi, mấy anh đi về giùm cái gì tôi xử ổng. Đi về. Đi về. Về về lẹ. Bên này nhà mình bên này mấy đứa ơi. Trời ơi, giống nó tứ mã bên đây. Anh đâu có xe. Xin được cảm ơn các bạn đã gửi đến cho chúng tôi một màn trình diễn cực kỳ dễ thương. Hôm nay phải nói là các thí sinh trong chương trình của mình trổ tài diễn xuất quá trời luôn. Mà ta nói thấy Sơn em té hai lần mà chị cứ giật mình không đó em. Té giống như té thiệt vậy đó. Em trượt một cái, em té dài một cái ầm. Trời ơi, thấy sợ lắm. Mà chắc có lẽ là ấn tượng hơn nữa là cái màn cuối của em đó. Em nặng quá, vợ năm đứa con, một bà vợ lôi không nổi mà mấy đứa con nó không biết lôi hướng nào. Hoa, em diễn bài Giờ Tí Canh Ba, cái sự bẽn lẽn của em nó dễ thương lắm. Hôm nay Sơn cũng vậy. Nãy bước ra chị tưởng diễn viên minh họa em. Tại vì em chơi cái máy bổ luống á, chị nhìn không có ra. Nói chung là hát và diễn, cả hai bài chị thấy đều thích, rất là dễ thương. Nhưng có điều, vợ là gì nói lại coi. Vợ là cơm nguội đáy nồi hẩm hiu. Vợ làm ta thấy quạnh hiu, mà xoay qua thì vợ là bà nội anh yêu suốt đời. Dễ thương quá. Không có nói cái câu đó gỡ lại là chị sẽ kêu gọi hội đồng đánh em cái câu đó đó, nghe chưa? Hả? Bây giờ thì em xin được mời chị Vân Khánh nè. Lâm Ngọc Hoa, thì em là chuyên hát về dòng nhạc này rồi, thì hát rất là tốt. Cho chị hỏi là lúc nãy chị thấy có một cái chi tiết á, là em nói là hình như 5-6 đứa con phải không? Mà sao cái eo em nhỏ hay vậy, em có biết quyết điểm chỉ chị với chị Ly? Thì hồi nãy có nói rồi đó. Bầy nhóc lao nhau sớm hôm chồng con, em gầy như cọng rơm. Không sao, tướng này còn đẻ được. Trời ơi, con nghĩ ngồi đây, ủa sao 5-6 đứa con mà cái eo hay quá trời, chị với chị Ly có sao giữ dáng được hay quá vậy? Với lại cái dáng mỏng mảnh vậy đó, nhưng mà đến hồi mà hét một cái là mấy ông kia cũng sợ, đúng không? Xách dép đi về hết trơn à. Nói chung là em diễn rất là đạt. Xin cảm ơn những lời nhận xét rất chân tình từ ban giám khảo. Kính thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với cặp đôi ca sĩ Lê Chinh và nghệ sĩ Hà Linh. Xin mời quý vị hãy cùng nhìn lên màn hình để xem nha. Xin mời quý vị. Một chú cá vàng. Cá vàng thì dính tới bài gì ta? Cá này kỳ quá à. Văn câu câu cá chứ đừng cá đừng ơi cá. Cá mày vào đây đi. Tắm cám không? Cá bóng không? Bấm 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 bang hả? Kính thưa quý vị, bây giờ chúng ta muốn biết được bài hát này tên gì. Xin mời quý vị hãy cùng đến với màn trình diễn của đôi song ca, ca sĩ Lê Chinh và nghệ sĩ Hà Linh. Ủa, em trời. Trời, cái gì vậy mình? Trời, giờ này đi đâu vậy? Em đi công chuyện. Trời ơi, công chuyện gì nhà, đăng đê đê biết bao nhiêu công việc mà em nói vậy? Thì hồi nãy em ghi giấy em đưa cho mình rồi, mình quên à. Ủa, có ghi giấy nè. Trời, này vé xe nè, lát quên nó chết nữa. Cái gì? Giặt đồ, lau nhà, rửa chén, nấu cơm. Trời, sao nhiều quá vậy em? Cái gì mình luân chuyển hết trơn hết trọi vậy nè? Cái nhà có 2m2 mà mình lau không được, mình làm không được nữa sao mình? Ừ, sau này nhà mình quy hoạch mà lớn quá vậy. Còn cho con bú nữa nè. Hả? Được cho con bú nữa hả? Chứ sao? Em đàn ông mà em kêu làm mấy cái gì vậy? Ủa? Ngộ đời chưa? Mình đàn ông, em là phụ nữ em còn làm được, không lẽ mấy cái việc nhỏ nhỏ mình làm không được? Đúng, cái chuyện này là phải làm được, đàn ông phải làm được. Nhưng em phải nhớ điều là đàn ông mà. Nam chi. Trời ơi, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Nhưng bắt lâu nhà là sao? Thôi, không có nói nữa, em phải đi liền. Kể công chuyện của em rồi. Kể hả? Không được, nhưng mà nãy giờ em chưa có nói làm đi đâu hết là sao? Anh muốn thắc mắc, anh muốn hỏi. Em đi đâu, em phải trả lời cho anh chứ. Sao bữa nay mình hỏi em gì? Em trả lời là anh không có hỏi nữa, em hiểu không? Anh hỏi em hôm nay đi đâu? Hỏi nữa, em nói rằng em đi văn câu. Trời đất ơi, đi văn câu hả?
em đi văn câu trên chiếc xuồng câu. Em có cây sào em chống ào ào, chống ào ào. Nhanh lắm. Anh hỏi em sao đi văn câu. Cái đó diễn của đàn ông mà. Thì em chống xuồng em đi văn câu, chứ không lẽ em lội sông. Cây thủ tiêu vào nơi cánh đồng sâu. Em cắm cây sào nghe sóng rì rào, gió dạt dào. Anh mát lắm đó mình à. Mê lắm. Cắn câu quẩy đuôi gọi nhau. Lừa đêm văn câu, em ước lên thấy muôn gì sao. Em mưa không đủ che nắng mưa, anh dám mơ gì đâu. Xù bè tí teo, sông nước lên, em sẽ quay về mau mình yên lắm. Không mà được. Anh hỏi em văn câu ra sao. Đem câu văn con cá nào ăn. Con cá ham hồi, con cá rồi đời. Thì cá nó rồi đời chứ sao. Anh nội em văn câu vui hâu. Cái này được nè. Em nói rằng em vui sao mà không mệt. Em vui sao không như cá về sông. Như sáo sổ lòng, như sáo sổ lòng. Vui quá à. Ở nhà với anh đi. Ý, ý. Con khóc mình à, ơi. Con khóc. Trời ơi con ơi, sao con khóc đúng chỗ đúng lúc quá. Ủa đâu có nghe tiếng con khóc đâu. Ủa? Trời đất ơi, vợ mới đây đâu rồi. Mình chết rồi, bà dặn cái gì quên rồi trời ơi. Để coi coi cái gì mà dặn đồ lau nhà, nấu cơm rửa chén. Không ổn rồi, để con nhớ cái gì ta. Chết rồi. Anh hồi em hôm nay đi đâu hả. Thì em nói rằng em đi dân. Em đi văn câu trên chiếc xuồng câu. Em có cây sào em chống ào ào, chống ào ào. Anh hồi em sao đi văn câu. Trời đất ơi, thì em chống xuồng em đi văn câu. Trời tôi thèm quá trời. Cây thủ tiêu vào nơi cánh đồng sâu. Em cắm cây sào nghe sóng rì rào, gió dạt dào. Cái này mình biết mà mình. Trời thành gió mát, cá cắn câu, quẩy đuôi, nó gọi nhau nữa chứ. Lừa đêm văn câu, em ngước lên thấy muôn gì sao. Đẹp thừa không đủ che nắng mưa, anh dám mơ gì đâu. Xuồng bè tí teo, sông nước lên, em sẽ quay về mau luôn á. Mình ơi, anh nuôi em văn câu ra sao. Trời ơi. Em văn câu con cá nào ăn. Con cá ham mồi, con cá rồi đời. Cá nó rồi đời. Trời ơi. Ham ăn là chết đó mình. Văn câu vui quá. Không vậy. Thì em nói rằng em vui sao không. Trời ơi. Vui mà hỏi hoài hả. Em vui sao không như cá về sông. Như sáo sổ lòng, như sáo sổ lòng. Alo, alo. Rồi. Alo, alo, alo. Rồi sóng gió đi đâu hết trơn á trời ơi trời. Alo. Alo. Ủa. Alo. Đang cầm điện thoại đây mà. Trời đất ơi. Ủa, sao sao? Sao em nói em đi rồi mà. Nãy giờ em núp ở ngoài cái hàng rào em rình mình. Ủa móc mới gì em ra ngoài em rình anh chứ vậy? Mình á, em mới ra ngoài có chút xíu mà mình giống như gà mắc đẻ vậy hả? Ủa mấy cái việc nhà anh đâu có rành đâu em. Đó, mình thấy chưa? Em á, em làm như vậy là em muốn cho mình thấy á cái câu. Các bạn đang đến với chương trình Ban Nhạc Quyền Năng. Trải qua tập phát sóng đầu tiên với 5 giọng hát xuất sắc nhất đã được lựa chọn, thì trong đêm ngày hôm nay, 10 giọng ca mới với rất nhiều tiềm năng, họ sẽ làm khó ban giám khảo và ban nhạc Quyền Năng như thế nào? Chúng ta hãy cùng chờ xem nhé. Và bây giờ hãy cùng chào đón các thành viên trong ban giám khảo. Xin được giới thiệu nữ danh ca Phương Dung, nữ ca sĩ Phi Nhung và nam ca sĩ Dương Triệu Vũ. Ngày hôm nay ban giám khảo và Bạch Công Khanh có một cái tông màu áo chung, đó là màu đỏ. Thì em hy vọng rằng hôm nay sẽ là một đêm thi rất là tưng bừng. Dạ cô Phương Dung ơi, cho con hỏi nhanh cô một câu là sau cái tập phát sóng đầu tiên thì cái mặt bằng thí sinh năm nay đã làm cô đã chưa ạ? À, chưa đã lắm. Đa số sao mà con trai nó hát hay hơn con gái rồi con. Mà trong
10 đứa thì cô thấy có 2 em hát tốt nhất, 2 em đó lại là nam. Dạ, con nghĩ là chắc kỳ này con phải đứng về phía bên phụ nữ nhiều hơn. Chị có một lời chúc nào dành cho các bạn thí sinh đi hôm nay không? Chị chúc cho tất cả các thí sinh một đêm thi rất là tốt và cũng không có cái gì gọi là phải căng thẳng hết. Tiếp tục phát huy tập 1 thì anh thấy là cũng ok, nhưng mà đúng như cô nói là chưa có sướng hết cỡ, cho nên anh rất mong đợi là tập 2 này sẽ có những cái sự bùng nổ mà làm cho ba vị giám khảo cũng như ban nhạc phải đứng lên và hào hứng và phải điên loạn theo. Cái đó là cái mà mọi người đang mong đợi. Dạ, cảm ơn Dương Triệu Vũ. Nếu rất nhiều. Nếu mà có mà mạnh nữa là chị đứng lên lên sân khấu chị nhảy với lại thí sinh luôn cũng không sao. Một lần nữa hãy dành một tràng pháo tay thật lớn cho ban giám khảo thân yêu của chúng ta. Và mời ba vị chúng ta cùng trở về những chiếc ghế quyền lực ở phía dưới. Xin mời. Quý vị, các bạn thân mến, luật chơi tối nay vẫn như thế. Các bạn thí sinh sẽ hát một ca khúc. Trong 20 giây đầu tiên, các thành viên trong ban nhạc sẽ lắng nghe và đệm đàn cho bạn. Sau khi 20 giây kết thúc, họ có quyền bấm nút chéo đỏ nếu như không thích phần dự thi của bạn nữa. Và tỷ lệ dấu chéo đỏ vượt hơn quá nữa, tương đương từ 5 dấu chéo đỏ trở lên, nghĩa là bạn phải ra về và tạm dừng chương trình tại đây. Trường hợp thứ hai, tỷ lệ dấu chéo đỏ ít hơn quá nữa, tương đương từ 4 dấu chéo đỏ trở xuống, lúc đó bạn sẽ phải hát thêm một ca khúc. Ca khúc này sẽ do các thành viên trong ban giám khảo lựa chọn. Bạn sẽ hát và thuyết phục các thành viên cho bạn một cơ hội đi tiếp vào vòng trong. Và trường hợp cuối cùng, nếu như các thành viên trong ban nhạc say mê đệm đàn cho bạn, không ai bấm nút dấu chéo đỏ, điều này đồng nghĩa bạn được hợp lệ và tiến thẳng vào vòng trong. Giải thưởng của ban nhạc quyền năng, giải 3 trị giá 30 triệu đồng. Giải nhì trị giá 70 triệu đồng. Và giải quán quân của chương trình lên đến 200 triệu đồng. Và sau đây bạn Thanh Khanh xin mời tất cả quý vị các bạn hãy cùng xem lại 5 gương mặt đã được lựa chọn trong vòng thi đầu tiên. Còn bây giờ còn chần chừ gì nữa, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để thí sinh đầu tiên mở màn đêm thi hôm nay. Xin chào cả nhà, em tên là Phượng Kiều đến từ Cần Thơ. Và nghề nghiệp của em là một dược sĩ. Vì đam mê em đã bỏ nghề của mình và chạy theo cái niềm đam mê của mình, đó là ca hát. Và ngày hôm nay đến với chương trình ban nhạc quyền năng này, em muốn trải nghiệm mình với nhiều thể loại, nhiều dòng nhạc. Các bạn thí sinh, nếu như ai có nhức đầu chóng mặt, tìm tới Phượng Kiều, chị sẽ cảm ơn. Tiếng hát câu hò lờ đờ trôi, tiếng lòng tràn ngập. Xin được chúc mừng thí sinh Phượng Kiều với ca khúc Khúc ca ngày mùa, một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương. Không biết các thành viên trong ban nhạc có bấm dấu chéo nào không? Bởi vì mình là thí sinh đầu tiên thì cho Khanh hỏi là Kiều có run không ạ? Dạ có ạ. Phần dự thi vừa rồi là tự mình chấm điểm là mình đã hài lòng chưa? Nói chung là cũng hơi bị run nên cũng không có nghĩ là mình đạt được 100%, nhưng mà có thể là hơn phân nửa là cũng rất vui ạ. Không sao, hơn phân nửa là cũng được rồi. Quan trọng là mình là thí sinh đầu tiên cho nên là có một cái sơ suất gì đó, Khanh nghĩ rằng tất cả mọi người sẽ bỏ qua cho bạn. Và bây giờ cùng Khanh chúng ta quay lại để xem kết quả như thế nào nha. 1, 2, 3. Chúng ta có 2 nút chéo và có một người đang che khuôn mặt lại. Anh muốn bấm là bởi vì anh muốn tốt cho bạn ấy. Anh nghĩ là em có một cái giọng ca khá là đặc sắc. Nhưng anh lại thấy ở em có một vài yếu điểm. Những cái nốt trầm em xuống không chắc. Cái thứ hai nữa em cần cực kỳ phải để ý, bởi vì nó đã thành một cái thói quen của em rồi. Anh để ý từ câu đầu cho đến câu kết, tất cả các câu ngân của em nó đều không trọn vẹn. Cuối các câu á thì em đều buông cái hơi ngân đi. Thì cái đó em cần để ý rất là kỹ. Chắc có lẽ là vì lý do phần đầu của cuộc thi nên Phượng Kiều cảm thấy hồi hộp nên ra hát không được như ý muốn. Cảm ơn anh Hoàng Bách rất nhiều. Rồi thì bây giờ chốt lại là nhạc sĩ Minh Khang. Với anh thì đây có phải là một hình mẫu lý tưởng cho một ca sĩ chính trong ban nhạc của anh không? Với cái số điểm bấm như này anh thấy là hợp lý. Nhưng mà với cái giọng mượt của em, theo anh đoán là em còn hát được một cái dòng nhạc khác nữa. Em thử ca cho anh một câu vòng cổ cho anh nghe. Thôi rút lại hai nút bấm kia đi, rút lại đi.
rút lại. Bây giờ anh Bách với anh Khoa có thấy hối hận chưa? Anh em ban nhạc chúng tôi chúc cho em may mắn, lát nữa hát cái bài lại thể hiện cho hay, rồi mình vào cặp sau mình chiết. Còn bây giờ mình sẽ lắng nghe những sự chia sẻ của ba thành viên trong ban giám khảo dành cho mình. Đầu tiên xin mời cô Phương Dung ạ. Em có một cái dáng dấp rất là duyên dáng, nhưng mà nếu em hát bài khúc ca ngày mùa thì thường thôi. Và có một cái đoạn sai ở chính giữa. Này anh em ơi, già cho thật đều, già cho thật nhanh, già cho khéo kéo trăng phai rồi. Em hát này anh em ơi, con hát sai. Con chia cái câu giống như cô Dung hát á, chứ con không có hát dồn nó được. Theo anh nghĩ, nếu như mà em muốn cái màu sắc của em mà nó nổi trội hẳn ở trong chương trình này thì nên khai thác thêm về cái phần giọng cổ, đúng không cô? Đúng rồi. Con cũng nghĩ như vậy. Mọi người đều cảm nhận được cái tiềm năng của em và có thể khai thác được. Cho nên là anh rất vui khi chúc mừng em sẽ có thêm một cơ hội nữa để chứng tỏ mình một cách trọn vẹn hơn. Dạ, cảm ơn anh. Người ta có câu là dạng sự khởi đầu nan, cho nên là lúc đầu nó có khó khăn chút xíu, quan trọng là tài năng của mình được thể hiện ở những vòng tiếp theo. Còn bây giờ xin mời cô Phương Dung, cô sẽ lựa chọn ca khúc để Kiều trình bày lại ạ. Nếu mà cho em hát lại thì cô chọn lời cuối cho em. Và bây giờ chúng ta cùng đến với thí sinh tiếp theo trong đêm thi ngày hôm nay. Em xin chào quý vị khán giả, em tên là Hải Phương. Em chưa bao giờ nghĩ là em sẽ thi một cuộc thi ca hát nào hết. Nhưng mà ba mẹ em thích chương trình Ban Nhạc Quyền Năng quá, cho nên là suối em đi thi. Em đến với cuộc thi này với châm ngôn là vui là chính mà dính là chui. Cho nên là rất là hy vọng là sẽ được giao lưu và nếu mà vào sâu thì càng tốt, để cho ba mẹ em có thể theo dõi em hàng tuần trên TV. Cô đơn, cô đơn nỗi đau, coi đời lạc lõng như vô tình, sao quên đi những tháng ngày em đêm hạnh phúc trong tầm tay, mơ phương sẽ riêng tặng anh. Và em biết trái tim anh có hình bóng ai kia, đâu chỉ riêng em. Và em sẽ không trách anh nữa, chẳng trách anh nữa. Xin chúc mừng thí sinh Hải Phương với liên khúc Giả Từ Dĩ Vãng và Một Thời Đã Xa. Phương ơi, Khanh có một điều chia sẻ là với một bờ vai như thế này là anh Hoàng Bách chắc chắn anh không bao giờ bấm. Em cảm ơn anh Hoàng Bách. Rồi bây giờ mình coi coi có phải đúng không ha. 1, 2, 3. Xin lại. Không một dấu chéo nào hết. Vui quá, được vào vòng trong rồi. Anh Bách, tại sao lại không bấm? Đôi khi có một ánh mắt mà níu giữ nhau cả đời. Nữa là một cái bờ vai nó to hơn cái ánh mắt rất là nhiều. Anh Bách, anh vẫn chấm vì cái bờ vai. Rồi bây giờ hỏi người khó tính nhất trong ban nhạc, đó là nhạc trưởng nhạc sĩ Minh Khang. Đầu tiên là anh Khang, em là em đã lột được cái bài này không giống với lại nữ ca sĩ Phương Thanh đã thể hiện ca khúc này. Nhưng mà em xử lý cái phần đoạn điệp khúc với lại đoạn A nó giống nhau quá, nên đó là một cái khuyết điểm. Chắc là nhờ cái bờ vai của em nên em được ưu ái đấy. Dạ, cảm ơn nhạc trưởng nhạc sĩ Minh Khang ạ. Bây giờ chúng ta cùng nghe những nhận xét của ban giám khảo nhé. Em rất là xinh đẹp, khi em bước ra là anh đã thấy là cô gái này rất là sáng sân khấu. Cái bài đầu tiên đó, bài Giả Từ Dĩ Vãng đó, em hát lời bị lộn tùm lum hết, mà anh nghĩ là em là người biết rõ nhất cái điều đó. Cái điều quan trọng nhất là đang tìm cái tố chất ở trong cái giọng hát cũng như là cái sự dáng vóc, cái tỏa sáng của em, thì em có cả hai điều đó. Cho nên là đó là lý do tại sao mà ban nhạc để cho em cái cơ hội để mà vào cái vòng trong một cách thẳng thừng như thế này. Thì anh xin chúc mừng em, em đã làm rất tốt, nhưng mà lần sau nhớ thuộc lời, lần sau sai một chữ là trừ một điểm nha. Cảm ơn chị Vũ ạ. Không muốn nghe những chia sẻ của chị Phương Dung ạ. Giọng của em rất đẹp, rất cao, lên nốt rất là tới. Thì chị mong ở em ở lần sau
em sẽ có những cái gì nó khác, nó đặc biệt hơn cho chị. Một lần nữa Khanh xin chúc mừng Hải Phương. Em xin cảm ơn tất cả các anh chị ban nhạc cũng như là anh chị ban giám khảo đã ưu ái em rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta cùng đến với thí sinh tiếp theo. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Kim Châu. Hiện tại là mình đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Sở thích của mình đó là đi du lịch bụi. Và mình rất là thích ca hát, cho nên bạn của mình đã tự ý đăng ký cho mình đến với cuộc thi ngày hôm nay. Hy vọng là ban nhạc sẽ thích mình và mình có một chút cơ hội để lọt vào vòng sau. Gió cuốn theo chiều xuống qua bao đồi nương, nắng ô trên ngàn lá khi anh chiều buông, tiếng hát của mùi nương trên rừng chiều bao la, qua suối đồi khe lá tiếng hát ôi buồn quá, bên lưng đèo cao tiếng suối bên cành lá dư âm về đâu, nghe khơi bao niềm thương yêu về người cô liêu bên bắn giữa rừng chiều. Họ ơi ta ca vang rừng sống bên nhau, vai kề vai chung tay ly rượu ấm, nhìn nhau đi anh cho niềm hương mong manh lang rừng xanh bên hang uốn quanh. Rừng ơi vang lên muôn lời ca xa xa trong màn sương năm thu khi chiều xuống, về đây hôm nào nghe đời hối thương đau mong ngày rừng xanh thắm màu. Khói sang phương đồi núi lặng trong chiều sương, thấm hoang trong làn khói bóng ai dừng chân, thầm đi câu mộng mơ ôi rừng đồi hoang sơ tôi vẫn còn ghi nhớ, nhớ biết bao hình bóng không bao giờ phai, nhớ tiếng canh chiều ấy như dù lòng ai, nhớ rằng anh ngồi đây chiều nào quay ta bên bắn giữa đời chờ, nhớ rằng anh ngồi đây khi chiều nào quay ta bên bắn giữa đời chờ. Vừa rồi là phần dự thi của thí sinh Nguyễn Thị Kim Châu với ca khúc Chiều Lên Bản Thượng sáng tác của Lê Dinh. Châu nghĩ là với phần dự thi của mình thì ban nhạc có thành viên nào bấm không? Dạ em nghĩ chắc bấm nhiều lắm rồi. Bấm nhiều lắm hả? Đoán khoảng bao nhiêu dấu? Dạ chắc cũng 7-8 cái. Thôi bây giờ mình quay trở lại mình coi có bao nhiêu dấu chéo xuất hiện nha. 1, 2, 3. Chúng ta có tổng cộng 6 dấu chéo. Và chưa gì hết là anh Bách đã vội vẫy tay luôn rồi. Sao anh chia tay em sớm vậy anh? Chào em thôi. Anh Bách anh hãy chia sẻ về quyết định của mình ạ. Thì mới đầu anh không tính bấm đâu. Tại vì anh thích cái cách nhảy của em á. Thế anh cũng nhảy theo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Tại vì anh nhảy dở lắm, cái gì dễ dễ thì anh làm theo à. Anh làm theo mà anh thấy em nhảy dễ thương. Cái cách em diễn dễ thương, cách em hát cũng dễ thương. Mà lúc nãy em giao lưu cũng dễ thương luôn. Nói chung cái tổng hòa nó rất là dễ thương. Nhưng thế này, đây là một cuộc thi mà nó có tính chuyên môn. Bởi vì toàn những người làm chuyên môn, làm nghề, chuyên làm nghề để mà chấm cả. Thế nên là anh thấy là nếu nó chỉ dễ thương như vậy không thì nó không đủ. Anh Khoa rất là khó tính luôn. Mà tại sao bài này anh Khoa lại không bấm? Bài này thấy cũng dễ thương mà anh muốn nghe hết bài thôi anh. Mình cứ nghĩ là nhìn lên đây có 3 người không bám sẽ là đồng minh. Nhưng mà thật ra hình như mình đang đoán sai. Bình thường là em làm việc gì? Dạ em đang là giáo viên mầm non. Dễ thương á, anh đoán ngay rồi. Giống mấy cô giáo ở lớp con gái anh. Thôi đừng có tin anh, đừng có tin rất anh. Rất là dễ thương. Rất dễ thương, rất là duyên dáng. Anh là luôn luôn anh dành là đưa con gái anh đi học. Bởi vì anh thích mấy cô giáo mà. Thôi anh bắt bờ vai, anh bắt đứng yên chỗ đi. Anh bắt bờ vai. Bây giờ mình quay qua nói chuyện với lại ban giám khảo. Xin mời ban giám khảo đưa ra nhận xét cho thí sinh Kim Châu ạ. Con hát không xuất sắc, không dở nhưng mà trung bình. Dạ em cảm ơn cô ạ. Và Khanh được biết là cái bài hát Chiều Lên Bản Thượng này là chị Phi Nhung hình như cũng đã từng hát rồi. Nhạc sĩ Lê Vinh đã viết cho dân tộc ED. Cái giọng hát thì em có cái hồn nhiên ở đó, chị rất là thích em. Một lần nữa cảm ơn những chia sẻ của ca sĩ Phi Nhung. Và bây giờ chúng ta sẽ nhận một món quà từ ban nhạc. Đừng có buồn nhé. Xin mời anh Hoàng Bách ạ. Anh có món quà này muốn tặng cho em. Và anh cũng mong là em có thể tháng mai đến lớp, em có thể có một cái đêm nay đó cho con. Ai đưa cháu về đấy, có rất nhiều con thú trong này thì chắc là cái này không có lạ gì với em rồi. Chắc là hôm nay mình mặc cái bộ trang phục này không có được hở vai giống như là anh Bách thích.
cho nên anh Bách đã bấm nút. Nói vui thôi chứ còn chắc là do em chưa có được hoàn thiện lắm, cho nên anh Bách mới không có chọn em. Và bây giờ chúng ta cùng đến với thí sinh cuối cùng sẽ dự thi trong đêm hôm nay. Xin mời. Xin kính chào các bạn, tôi là Vũ Quang. Nghề nghiệp hiện tại tôi là dạy hành văn. Hồi nhỏ tôi rất là mơ làm ca sĩ, cho đến bây giờ tôi mới cảm thấy đủ để làm ca sĩ, nên tôi đăng ký vào ban nhạc Quyền Năng để thử sức mình giữa một cái sân khấu lớn như thế này. Các bạn thí sinh trẻ chú ý tôi nhé, gừng càng già càng cay, chẳng tôi biết hát mà lại còn biết nhảy nữa nha các bạn. Told me long ago, there are cold before a storm. I know it be coming for some time. What a word of sort of say, it would rather our side. Signing down like water. I wanna know, have you ever seen a ram? I wanna know, have you ever yesterday and day before, so I call right hard. I know being down for all my town, people rather eat as gold. Ngoài Have You Ever Seen The Rain? Dạ con chào chú ạ. Chú ơi, cho con được mạn phép hỏi chú năm nay là bao nhiêu tuổi rồi ạ? Chú năm nay 63 tuổi rồi con. Chú đã hát một bài hát và khiến cho các thành viên trong ban nhạc phải đứng lên và nhún nhảy vì chú. Chú ơi, bây giờ mình quay lại để xem có bao nhiêu dấu chéo xuất hiện hay là không có dấu chéo nào. 1, 2, 3. Dạ chúng ta có, dạ, có 7 dấu chéo lận. Anh xin được phép hỏi anh Hoàng Bách ạ. Với tiết mục này, anh cảm nhận như thế nào? Con chào chú ạ. Chào em. Đây là một bài con rất thích mà lâu lắm rồi con không được nghe. Đúng rồi. Nhất nghe hát live, cái giọng chú khá là hợp với bài này. Và hôm nay thì rõ ràng là chú mất nhịp. Mất nhịp. Chú rất nhịp. Chính xác. Nhưng mà đối với con, tại sao con không bấm? Có hai lý do. Đầu tiên là con cũng biết là các anh em xung quanh chắc chắn sẽ bấm rồi. Cái thứ hai là con thấy cái con người nghệ sĩ của chú và con thực sự ngưỡng mộ cái điều đó. Rất là phấn khởi cho anh em tụi con. Ban nhạc anh em tụi con cảm ơn chú hôm nay đã đến tham gia dự thi với chương trình kỷ niệm đẹp với anh em của tụi con. Chúng con xin cảm ơn chú ạ. Dạ cảm ơn các thành viên trong ban nhạc rất là nhiều và chúng ta cùng nghe những... Nghe, về giám khảo anh ta nói đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ, con xin mời cô Phương Dung ạ. Chào chú Trung Quang. Chào chị Phương Dung. Em có dáng nghệ sĩ thiệt. Và chị nghĩ là em lên đây chắc em đam mê lắm, chứ không phải em muốn thành ca sĩ. Đúng rồi, đam mê sĩ. Chị vui mà đam mê yêu nhạc lắm. Thường thường tối nào cũng đi
Tối nào không đi hát là ngủ không được. Ngoài cái đam mê hát, em còn mê tỉa rau nữa. Đúng, đúng. Đam mê hát mà còn đam mê thời trang, đam mê làm đẹp, già gì cũng còn đam mê làm đẹp. Dạ, nhìn bộ trang phục ngày hôm nay là chúng ta cũng hiểu được. Dạ, rất là đẹp. Chúc mừng Quang, tự gì mặc dù em hát không the best, nhưng mà yes, thank you. Em lên đây quá tuyệt vời. Cảm ơn cô Phương Dung ạ. Xin mời anh Dương Triệu Vũ. Và hôm nay là chú, cho dù là khi chú hát á, chú bị lệch cái nhịp nhiều lắm. Đó là lý do tại sao mà mấy anh chị trên kia đã bấm. Nhưng mà cái giọng của chú thì chú có một cái chất giọng rất đặc biệt, và nó gào và đúng với cái bài hát này. Có thể nói là cái bài hát sở trường của chú, đúng không? À, con nghĩ là chú hát bài này rất thường xuyên. Nhưng mà hôm nay có lẽ vì cái sự mà khớp, hoặc là lâu quá chưa đứng trên sân khấu như thế này, làm cho chú bị lệch nhịp chút xíu. Vâng, rất là cảm ơn chú Vũ Trung Quang rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay. Chú ơi, và đến với chương trình này, dù cho mình có ra về cũng vui, rất vui, hát được đứng đây sân khấu quá lớn, rất là sướng, sướng dạ. Vô cùng. Dạ, và một điều nữa là mình còn có những món quà rất là dễ thương. Và món quà đó đến từ các thành viên trong ban nhạc. Tặng chú món quà là làm sao chú luôn luôn giữ sức khỏe và giữ cái tinh thần như thế này, truyền cảm hứng cho rất nhiều người. Con tin là con đang là một người được nhận cái cảm hứng đó từ chú. Dạ. Rất là cảm ơn mọi người. Chú tập thường xuyên. Dạ. Yes, yes, yes. Chia tay anh, chia tay hoàng hôn. Chia tay anh, chia tay hàng cây. Anh mang theo về tình yêu và nỗi nhớ. Anh mang theo về con tim cô đơn. Bao giờ khô đơn. Rằng không được đi thêm, tôi rất vui sướng vì được anh em nghệ sĩ khen tôi, đó là một điều rất là hãnh diện cho tôi. Nhớ tới cái tạ này là nhớ vào tham gia ban nhạc Quyền Năng. Xin chào tất cả quý vị, mình là An Tuyên và hôm nay mình đến với chương trình ban nhạc Quyền Năng. Khi mà xem được chương trình trên TV thì mình cảm thấy ôi rất là vui nhộn và mình phải tham gia chương trình này mới được. Ở ngoài đời đó thì rất là nhiều bạn bè của An Tuyên, đó là nhìn An Tuyên là tự nhiên lâu lâu lại nhớ đến chị Phi Nhung. May quá chương trình này lại có chị Phi Nhung, đó là nếu như mà các anh ban nhạc mà có bấm lại em thì chị nhớ vớt em. Sao nẻo mây gọi
Xin Phạm An Tuyên. Chúng ta vừa nghe ca khúc Hạ Trắng, một sáng tác của Trịnh Công Sơn. Ngày hôm nay Khanh thấy An Tuyên mặc một bộ trang phục rất là chỉnh chu, rất là đẹp. Không biết là ngoài cuộc thi bạn có phải là một ca sĩ thực thụ hay không? Em thì cũng có đi hát ở một số nơi. An Tuyên hát lâu chưa? Dạ, An Tuyên thì hát ở thành phố nơi An Tuyên sinh sống, đó là thành phố Nha Trang. An Tuyên đi hát từ những năm mà An Tuyên làm sinh viên đó, thì An Tuyên vẫn đi hát để mà có thêm thu nhập để phụ giúp gia đình mình cũng như là việc học của mình. An Tuyên nghĩ với bài hát này mình có phải nhận một dấu chéo nào không? An Tuyên không dám đoán, hy vọng là sẽ không bị dấu chéo. Bây giờ mình cùng xoay lại nha. 1, 2, 3. Tên. Cũng hơi buồn vì nhận được dấu X của anh Hoàng Bách. Một người duy nhất, Khanh xin mời nhân vật ca sĩ Hoàng Bách. Anh ơi, tại sao anh lại bấm nút ? Thực ra đây là phần trình diễn mà Bách thích. Dạ. Rất thích. Nhưng mà có lẽ Tuyên là người biết rõ nhất tại sao anh lại bấm. Cái câu cao nhất bài Đoàn Lên Tông. Dạ dạ. Em đã bị hơi sét một chút xíu. Dạ vâng. Cái bài hát của em, thực sự cái phần trình diễn này nó chưa phải là hoàn hảo. Dạ, cảm ơn ca sĩ Hoàng Bách. Chúng ta hãy cùng nghe những chia sẻ của nhạc trưởng Minh Khang ? Em lột tả được cái thể loại Blue Jazz và Bossa Nova. Cái khó nhất các bạn là em lên tông là bậc 3. Không giỡn luôn. Thì rất là khó. Điều này sẽ là điểm cộng. Anh Bách quá khó tính đi. Dạ đúng rồi. Thật sự cái bài này là tuyệt vời. Mình phải nhớ là anh Minh Khang ảnh không có nút bấm. Cho nên dù ảnh có khen hay ảnh có chê thì cũng không có quyết định nhưng được cái phần dự thi của mình. Nhưng mà anh tưởng băng nhạc, anh xúi băng nhạc sao? Nhưng mà đứng xa vậy anh cũng xúi được luôn cũng hả? Được hết. Đứng đây anh cứ xúi anh đó. Rồi bây giờ chúng ta cùng nghe những chia sẻ của ban giám khảo nhé. Xin mời nam sĩ Dương Trì Vũ ? Vũ rất là bức xúc ngay lúc này là tại vì Vũ nghĩ là đây là một cái tiết mục mà xứng đáng để được vô thẳng vào cái vòng trong. Tuy là một cái khuyết điểm trong bài hát nhưng mà cũng khiến cho mọi người tranh cãi nhau rất là nhiều và điều đó khiến anh Tiên cảm thấy rất là thú vị. Và Vũ rất là bất ngờ khi mà thấy ông Hoàng Bách ở trên kia tự nhiên cái bấm trong cái bài của em. Anh rất thích cái cách mà em bỏ nhỏ ở trong những cái câu hát. Em có cái độ nuance, em có cái groove, em có cái cách để mà lột tả được cái thể loại nhạc này. Hồi nãy em đứng trên kia, anh không có nghĩ là em là một thí sinh đi thi, mà anh đã nghĩ em là một ca sĩ thực thụ rồi. Cho nên bây giờ anh rất muốn đón chờ cái phần trình diễn sau của em. Chúng cảm ơn em. Ca sĩ Dương Trì Vũ ? Còn chị Phi Nhung thì sao ? Chị Phi Nhung thì rất là ngưỡng mộ em. Em rất là tự tin cho sân khấu và cái bản. Người ơi có nhớ, có thương một người, còn mơ những lúc đón đưa trong đời, ân tình tựa như mây cao hay chỉ là trong chim bao, còn thương tiếc chi ngày ngày mai hai đứa xa nhau thật rồi, còn đây đêm cuối nói cho cạn lời, ân tình rồi đây phai phôi, chỉ còn mình tôi đơn côi, người ta đã quên thật rồi. Rồi mà xa ngàn khơi, nghe thương sầu xót xa lòng tôi. Dần hơn chi em nét mi đượm buồn, dần hơn chi em chút thêm buồn phiền, dần hơn cho nhau nỗi đau ngập lòng, vắng xa thật rồi người ơi biết chăng, trả lại cho em, trả lại cho em lời nào yêu thương còn đọng trên môi.
tình ta đó những đêm trăng tàn, để lần sau cuối khi nhìn thấy nhau, để ngày mai đó xin tình cách xa tình yêu ban đầu còn đâu nữa em. Còn đâu em ơi hương xưa một thời, tìm trong di vang cơn mơ gọi mời. Thôi rồi tình ta ly tan, nay người về nơi cao xa, bỏ tôi khóc duyên bè bạn. Thôi rồi tình ta ly tan, nay người về nơi cao xa. Giận hờn. Trời ơi, bạn hát hay quá, ngọt quá. Công việc chính của bạn có phải là ca sĩ không vậy? Dạ, em cũng có đi hát được một thời gian. Bao lâu rồi? Cũng được năm mấy, hai năm anh. Thôi bây giờ mình quay lại nha. Một, hai, ba. Xin chúc mừng, không có một dấu chéo nào hiện ra. Rất là vui và hạnh phúc khi mà không có anh chị nào bấm. Anh Minh Khang, tại sao lại chạy môi? Anh chỉ kêu mà sao thắc mắc sao chị với lại mọi người không bấm, giống quá, rất giống thần tượng của tôi. Tuấn ơi, thần tượng của bạn là ai vậy? Thần tượng anh Ba Ngọc Sơn. Nhưng mà ban nhạc đang đi tìm một kiếm một cái tài năng, một cái giọng ca lạ, chứ không từng tìm một cái giọng mà giống một cái thần tượng nào đó. Nhưng mà em hát hay mà anh. Quá hay mà Khang ơi. Nhưng mà mình phải tìm kiếm một giọng ca mới. Dạ, nhưng mà khi mà bạn được vào vòng trong thì đó là thời gian để ban nhạc luyện tập cho bạn. Có làm được không? Biết đâu được. Khó sửa. Rất là khó sửa. Khó nhưng sửa mà nếu đó. Mà em yêu nghề thì chị nghĩ là 50-50. Coi như là em nếu mà em vô trong em đi thẳng. Và trong cái cuộc chơi, cuộc thi như vậy á, nó rất là, nó nhiều màu sắc. Rồi cá với Minh Khang. Minh Khang, Nhung sẽ cá với Minh Khang. Nếu mà em sửa không được á, là Phi Nhung sẽ hát free cho em 10 bài. Khang đồng ý không? Coi như là cược rồi nha. Nếu như vào vòng trong mà Công Tuấn không sửa được thì coi như là anh thắng. Còn nếu như mà sửa được là chị Phi Nhung thắng. Nếu mà sửa được á là Minh Khang phải làm free cho chị 10 bài. Hòa âm cho chị 10 bài. Gài chứ không? Anh làm gài chứ không? Làm suốt đời. Làm suốt đời cũng được luôn. Rồi nhớ nha. Em đừng có làm cho chị mất mặt nghe chưa? Nhớ nha. Rồi coi như là mình chốt lời hứa ở đây ha. Bây giờ Khanh xin hỏi anh Dương Triệu Vũ. Anh cảm nhận như thế nào về giọng hát này ạ? Trước hết thì anh chúc mừng em. Em hát chuẩn xác đến 100% luôn. Y chang anh Ba. Nói chung là nhất là cái câu mà câu cuối của em bò tôi, cái cách mà em nấc lên ở trên ở trên cái nóc họng của em á, y chang luôn, không khác gì hết. Câu đầu tiên nữa cái, nói chung là nguyên một bài luôn cô, từ đầu tới đuôi giống như là anh Ba hát sao là em copy y chang vậy. Em copy paste luôn. Đây là một cái điều đáng mừng cho em, là tại vì em có cái khả năng để mà mình học hỏi người khác. Nhưng nó cũng sẽ là cái mang lại rất là nhiều cái phiền toái cho em, là tại vì em sẽ không bao giờ trở thành Ngọc Sơn thứ hai được. Cho nên em có cái giọng, em có cái độ chuẩn xác của giọng em, em phải biết cách khai thác. Cho nên anh mong á, là ở trong cái vòng sau, khi mà em nhận được cái bản nhạc của em, em hãy ngồi xuống, em tìm cách làm sao em xử lý, đừng giống anh Ngọc Sơn nữa, mà phải là em, cái gì đó mới, để mà làm cho mọi người đang ngạc nhiên nhé. Chúc mừng em. Cảm ơn Dương Triệu Vũ. Nhớ nha Công Tuấn, quan trọng nhất là ca sĩ phải có một nét riêng, bởi vì trong chương trình này còn phải hát rất là nhiều những thể loại khác nhau. Nhưng không sao, một lần nữa chúc mừng Vũ Công Tuấn là người đầu tiên được bước thẳng vào vòng trong đêm nay. Chúc mừng bạn. Em xin chân thành cảm ơn ban nhạc đã chọn em vào vòng trong. Em xin hứa là sẽ cố gắng thay đổi để không phụ lòng mong mỏi của các anh chị ban nhạc cũng như chị Phi Nhung. Xin cảm ơn chương trình Ban Nhạc Quyền Năng. Chúng ta cùng đến với thí sinh tiếp theo nối tiếp chương trình. Xin chào các bạn, mình tên là Nguyễn Thanh Phong. Ước mơ của mình là được ca hát. Mình rất mong đứng trên một sân khấu lớn cũng như sân khấu của chương trình Ban Nhạc Quyền Năng để truyền giọng hát của mình cho mọi người nghe. Mình là một người đam mê ca hát nhưng mình rất là nhút nhát. Khi đứng trên sân khấu trước các anh nhạc sĩ nổi tiếng như vậy, không biết mình có run, có hát có bị phô, hát có giật nhịp hay không. Nếu mà có thì mong các anh ban nhạc hãy thông cảm một chút xíu, chọn em và cho em một cơ hội để đi tiếp để thực hiện cái ước mơ của mình. Xin cảm ơn.
Và đó là thí sinh Nguyễn Thanh Phong với ca khúc Như Những Phút Ban Đầu. Đây có phải là lần đầu tiên bạn đi thi không? Dạ. Hiện tại đang rất là run đúng không? Vậy Khanh có thể biết được công việc chính của bạn là gì không nè? Em nhân viên phục vụ đó. Và ca hát là một niềm đam mê của bạn. Dạ. Và bạn nghĩ là với tiết mục của mình thì có bao nhiêu thành viên trong ban nhạc bấm nè? Trên 5. Bây giờ chúng ta cùng xoay lại nhé. 1, 2, 3. Chúng ta có 8 dấu chéo ạ. Anh nghĩ là em giọng em có tiềm năng. Em có cái giọng khá là truyền cảm. Tuy nhiên em chưa biết sử dụng nó nhiều. Là em hát em chưa mở được ra. Nếu em thực sự muốn hát thì nên đầu tư đi học nhiều hơn. Dạ em cảm ơn anh. Cảm ơn chia sẻ của ca sĩ Hoàng Bách. Khanh xin mời anh Quang Trung ạ. À, anh hãy cho nhận xét về tiếng hát này ạ. À, không có nghe rõ cái lời em hát. Nào tại vì anh thấy nhiều người bấm quá. Anh bấm thêm cũng vậy thôi. Thôi để anh không bấm thôi, có cơ hội nói chuyện với em lên TV giúp. Dạ cảm ơn anh Quang Trung ạ. À, chúng ta cùng nghe những nhận xét của ban giám khảo dành cho mình nhé. Khanh xin mời cô Phương Dung ạ. À, chào Phong. Dạ con chào cô. Giọng hát của Phong có thể trở thành một ca sĩ được với điều kiện em phải ghi danh và đi học. Phải học. Còn em thấy tất cả những người mà họ đá banh hay là họ đánh tennis, họ đều có cái người coach đằng sau họ. Thì ca sĩ mình cũng vậy, phải có một người thầy. Bắt buộc không thầy đố mày làm nên. Dạ. Em có thể trở thành ca sĩ đó. Thành ra cố gắng. Chứ nãy giờ em hát á, là nó chưa có đâu vào đâu đó. Đó, cô khuyên em nếu muốn thành một ca sĩ chuyên nghiệp, đi tập từ cái nhạc lý cho đến phần mình, cái cách mình hát. Dạ. Thật sự thì con cũng rất muốn có một người thầy, muốn đi học. Chỉ là gia đình không có điều kiện nên con không thể thực hiện được điều đó. Dạ, cảm ơn cô. Em có một cái khuôn mặt rất là dễ có thiện cảm, để gây thiện cảm với những người xung quanh em. Tại vì mọi người có thể cảm thấy được cái sự chân thành của em. À, và em đã hát một cái bài của cháu anh, đó là Hoài Lâm. Và anh biết đây là một trong những bài mà khó hát nhất luôn. Tại vì nó không những là nó cao mà nó còn treo nữa. Nó cứ treo ở trên trời. Cho nên cái này nó hơi nằm quá cái khả năng em chút xíu. Nếu mà em không có thầy, mà em nói là nhà em không có đủ điều kiện, thì nói chung là chị cũng có một người thầy. Cô là giảng viên về thanh nhạc mà cô về hưu. Nhưng mà cô rất là có cái tâm những là giúp cho tất cả các em nào không có điều kiện, cô sẽ dạy. Chị Phi Nhung sẽ cho em cái số điện thoại, em sẽ đi học. Yeah. Nha. Dạ em cảm ơn chị. Em cảm ơn chị rất nhiều ạ. Dạ cảm ơn anh. Cảm ơn Thanh Phong rất là nhiều. Khi đến với cuộc thi này á, biết mình không thể đi được sâu hơn nhưng mình vẫn muốn thử thách bản thân thì mình đã bị loại. Nhưng rất cảm ơn lời nhận xét của anh Bách, nói mình là giọng hát có tiềm năng và mình sẽ cố gắng học hỏi, tìm hiểu thêm về âm nhạc, rèn luyện thêm bản thân cho hát tốt hơn. Và cũng cảm ơn chị Phi Nhung hứa là giúp đỡ em, giới thiệu cho em một người thầy để chỉ dạy cho em. Xin cảm ơn ạ. Và bây giờ chúng ta cùng đến với thí sinh tiếp theo. Hi tất cả mọi người, em tên là Huỳnh Ngọc Ni và Ni đến đây để mà thi chương trình ban nhạc quyền năng. Thứ nhất là Ni muốn thể hiện hết được cái cá tính của mình. Có thể mọi người nhìn bề ngoài Ni rất là hiền dịu nhưng mà bên trong Ni thì rất là nổi loạn. Ni muốn mang cái âm nhạc của mình một cách trẻ trung đến với khán giả. Mong cho tất cả anh chị trong ban nhạc quyền năng sẽ không loại bỏ mình sớm. Nếu mà có loại thì cũng mong là ban giám khảo sẽ cứu giúp. Và đó là thí sinh Huỳnh Julie Ngọc Nì với ca khúc Give Me, Give Me, Give Me. Một cô gái rất là xinh đẹp. Dạ, em xin kính chào ban giám khảo, kính chào ban nhạc ạ. Và bạn có tự tin với bài hát vừa rồi không? Dạ, cũng có. Nhưng cũng mà có hả? Lúc nãy thì em hơi run cho nên em không có. Em hát nó bị oét hơi nhiều. Thôi bây giờ mình xoay lại mình xem coi kết quả như thế nào nhé. Một, hai, ba. Oh yeah. Wow. Chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6 dấu chéo. Khi em chọn một bài của ABBA, một nhóm nhạc anh rất là thích nữa. Nhưng mà cũng như em biết rồi đó, cái hưng phấn trong con người em nó tốt quá, nó quá mức cần thiết. Thành ra là em không kiểm soát được hết cái hơi. Thành ra là mình bị oét.
thì anh rất là tiếc. Có thể em đẩy giọng em lên quá ngoài sức cho phép luôn. Hôm nay là thật sự ra là em bị xẻ chân, là em cho nên cái bài của em nó hư luôn. Nhưng mà cái buổi mà tập vừa qua đó em hát tốt lắm. Coi như là nãy giờ có một mình anh Thảo là bên em thôi đó. Cảm ơn anh Thảo rất là nhiều ạ. Bây giờ mình cùng nghe ban giám khảo ạ. Thấy ban nhạc đánh rất là hay, máu lửa, nhưng mà em hát không được. Lúc nãy em ra là anh đã đặt kỳ vọng rất nhiều, và có lẽ là tại vì anh đặt kỳ vọng quá nhiều cho nên là với cái sự mà em đang bị hưng phấn quá, với lại em bị lo nữa, cho nên cả hai cái đó nó cộng lại làm cho em trình diễn không được trọn vẹn. Anh đặt rất nhiều kỳ vọng với em, anh hy vọng, anh mong là chỉ có 4 cái để anh cho em một cái cơ hội nữa thôi, mà không ngờ với ông này tới 6 cái lận. Em có đủ tất cả mọi yếu tố để trở thành một ca sĩ, mà hôm nay em chỉ không được may mắn thôi. Nhưng mà anh Vũ, mong là em đừng từ bỏ đam mê của mình, cứ tiếp tục chiến đấu, nhất là những cái bài hát này của em đó, cần cái cá tính như vậy. Em cần phải mạnh mẽ và luôn luôn theo đuổi cái đam mê này. Hy vọng sẽ gặp em trên một sân khấu khác. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Còn chị Phi Nhung ạ. Chị rất là thích cái phong cách của em, rất là chỉnh chu cho sân khấu, và cái diễn xuất của em rất là mạnh mẽ. Và mong rằng là em đừng có bỏ cuộc. Dạ. Cảm ơn chị ạ. Cảm ơn ban giám khảo ạ. Cảm ơn những chia sẻ của giám khảo Phi Nhung. Và ngày hôm nay, trước khi bạn ra về, Khanh có một món quà dành cho bạn. Món quà này rất là dễ thương, bởi vì Khanh thấy đây là một cô gái rất là nhỏ nhắn, rất là xinh xắn. Và món quà của bạn là một quả táo. Cảm ơn anh. Dễ thương. Anh thấy cái ý nghĩa mà khi em tặng quả táo này em là bà phù thủy đó. Anh vừa anh Vũ nói đúng. Vũ cái gì ghê. Dạ. Dạ em cảm ơn ạ. Cảm ơn Ngọc Ni rất là nhiều. Một lần đầu và một lần cuối, vẫy tay chào nhau một lần cuối và chọn cuộc đời. Đợi thi thì uống nước lại rất là nhiều nữa, cho nên bị lên sân khấu toàn bị no nước không à. Được ban tổ chức chương trình ra tặng món quà cuối cùng là táo. Vì ăn chống đói mà. Nói chung là động viên cổ vũ rất là dễ thương. Em rất là cảm ơn cái tấm lòng của ban tổ chức ạ. Ngay bây giờ là thời gian của hai bạn thí sinh đã được ban giám khảo lựa chọn cho mình ca khúc thứ hai quay trở lại sân khấu. Xin mời thí sinh Sai Huỳnh và thí sinh Phạm An Tuyên. Kính thưa tất cả quý vị và các bạn, trong mỗi tập của vòng 1 chương trình Ban Nhạc Quyền Năng, chúng tôi sẽ lựa chọn ra 5 gương mặt xuất sắc nhất được bước tiếp vào vòng trong. Và từ đầu chương trình đến giờ chúng ta đã chọn ra được 3 gương mặt. Và nhiệm vụ của ban giám khảo bây giờ là sẽ chọn ra tiếp 2 gương mặt nữa. Tuy nhiên, số lượng thí sinh phải hát lại trên sân khấu bây giờ là 2 thí sinh. Như vậy, điều này đồng nghĩa với việc Phạm An Tuyên và Sai Huỳnh chúng ta được bước tiếp vào vòng trong. Hai bạn là thí sinh may mắn nhất và đây là trường hợp hy hữu nhất. Khách xin mời trở lại sân khấu thí sinh Chúc Lai, thí sinh Vũ Công Tuấn và thí sinh Đăng Nguyên. Các bạn là những gương mặt xuất sắc nhất trong đêm thi ngày hôm nay. Khách xin mời ba vị giám khảo, nữ danh ca Phương Dung, nữ ca sĩ Phi Nhung và nam ca sĩ Dương Triệu Vũ chúng ta cùng trở lại sân khấu. Cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã đến với chương trình Ban Nhạc Quyền Năng. Rất cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã dành thời gian. Tình nhạt phai. Trời ơi, trời ơi, trời. Chúng ta vừa lắng nghe nhạc phẩm Không Giờ Rồi, một sáng tác của Vinh Sử qua phần trình bày của hai giọng ca Trường Vũ và Như Quỳnh. Tốt nghiệp, không thi nữa, đi về. Rồi đi vô luôn, đi vô luôn. Vô vòng trong rồi. Em thấy là tập này có vẻ rất là phấn khích với bộ đôi đầu tiên rồi ạ. Xin mời các anh chị. Tê tay, tê chân luôn. Nãy giờ vỗ tay, rát tay, bực mình. Hay quá, hay khủng khiếp. Chưa bao giờ có một cặp mà thí sinh nào mà hát chắc tay mà quyện nhau như vậy. Chưa bao giờ. Chưa bao giờ có trong lịch sử của ca sĩ Tân Tử. Tuyệt vời. Nổi da gà. Khủng khiếp. Các bạn không giống thì thôi. Đoạn nào giống thì giống. Thiệt là giống. Cái đó nó mới làm cho người ta thổn thức. Nói chứ các bạn vẫn có những khuyết điểm. Thanh nói trước về bạn Kim Yến.
Kim Yến có cái giọng soft mà cái đoạn ngân hơi á của chị Như Quỳnh, cái đoạn mà bạn thả hơi rất là giống chị Như. Bạn muốn giống chị Như nhiều hơn nữa, bạn phải hát nhấn nhiều hơn. Và quan trọng, Như Quỳnh có một cái điều mà trời phú mà không có nhiều ca sĩ có, là mặc dù giọng thì mỏng nhá, nhưng mà cái chữ phát ra cái âm thanh dày cui và vang khủng khiếp. Và chị Như hát á, rút ruột rút gan, nó đau ở trong trong ruột trong gan, cái đau ở đâu mà 30-40 năm ba dồn mà hát lần một. Cho nên phải làm được cái điều đó, hát mạnh miệng lên. Tôi dùng từ là hát mạnh miệng lên. Thành dùng câu đó rất là đúng. Cứ bị sợ bị nhát cái gì em hát giống chị Như bây giờ lắm luôn luôn á. Yeah, giống lắm. Nhưng mà tại vì chị nghĩ em đang nhát, cho nên á, nếu mà em chị nói nôm na là cho thêm chút xíu muối vô nữa. Đúng, nêm canh mặn hơn chút xíu cho tôi. Rồi bây giờ nói tới ông Trường Vũ, cái âm thanh phát ra xuất sắc, chất lượng âm thanh về audio của bạn là 4K full HD vang trong dày, đúng cái chất lượng âm thanh của anh Trường Vũ phát ra luôn khi hát live, đẹp như vậy luôn á. Hát mà hay tới mức độ nổi da gà, mà động tác cử chỉ nó ngấm vào từng tế bào của bạn rồi, không bàn nữa nha. Bây giờ sắm cái nanh heo, cái nanh heo đeo vô là ngon. Mai mốt mà nếu hai người có song ca với nhau ấy, tại hồi nãy tôi thấy rõ ràng là Kim Tuấn có nhắc khéo Yến là đi lên, phải không? Anh Trường Vũ không bao giờ nha, chỉ có chị Như nhắc thôi. Không bao giờ anh Vũ ảnh chủ động một điều gì hết, phần lớn là chị Như chủ động. Vậy mai mốt bạn muốn cái chương trình, cái phần thi bạn có điểm á, là cái đoạn bà Yến bà lên bạn đựng lên, cái bà Yến bà giả bộ kéo Vũ vì... chết rồi chị Tuyết, sao tự nhiên cái tập này chị khó quá vậy chị? Không phải vì chỉ quá, có thương hai người đó thương á, thương mình á. Thương mình cho roi cho vọt là như thế. Vậy là chắc dòng sau rớt 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 lại. Xôi kỹ lắm. Cái mình góp ý nhiều nhất ở bạn Văn Tuấn ấy, là mình không thấy được cái hình ảnh của anh Trường Vũ trong bạn, cái bề ngoài ấy, cái phong cách ấy. Tại vì anh Vũ á, anh ra sân khấu á, anh cứ anh không có nhìn lên. Cái đó là do đặc trưng về cái khuôn mặt của ảnh với cái đôi mắt của ảnh á, cho nên nó sẽ tạo ra một cái dáng vẻ như là đang thẫn thơ gì đó, vô định. Nhưng mà Nam nên nhớ là bạn có giọng hát giống anh Vũ rồi nè, ngân câu này nọ chữ giống rồi. Bây giờ mình cần nhất là cái linh hồn. Cái dòng sau bạn lấy hai cái băng keo bạn dán trong mắt nó sụp xuống. Đứng á, là cái đầu lúc nào phải đưa ra phía trước nè. Đúng rồi đó. Không mà anh Vũ bước ra sân khấu làm sao? Nhìn qua nhìn lại chứ không giờ nhìn hướng hết đó. À, em ơi kiểu vậy đó, cái mặt phải vậy đó. Anh Vũ là vậy. Sao anh thấy giống hơi giống Mr. Bean vậy? Đâu có, Mr. Bean là Mr. Bean là rối lắm, nhưng mà anh Vũ là anh bình tĩnh lắm. Anh rất là bình tĩnh, đúng. Anh Cường Vũ nha, mà cầm cái micro đang hát nè, ra có người đó, kiểu mà đó, giật cái micro chạy đi luôn. Ừ. À, cái tay vẫn để vậy. Thôi cho nó đó, kiểu vậy đó. Kiểu vậy đó, phải bình tĩnh cỡ đó đó. Ờ, đó. Chứ còn mà em bước ra sân khấu mà mắt em nó lanh quá hoặc là em chủ động quá, cái đó hoàn toàn không phải anh Trường Vũ. Mặc dù ảnh không phải là ảnh không biết đâu nha, nhưng mà đó là cái phong cách, cái style của ảnh, cái style của ảnh. Bạn cần nghiên cứu thêm về cái đó. Là Tuyết muốn bạn là càng vô sâu vào vòng trong, bạn khắc phục những điều đó để bạn có thể hoàn hảo và mình có thể chiếm cái vị trí cao nhất chung kết thì sao? Đúng không à? Cái chương trình này đáng lẽ là phải đổi mùa sau, phải đặt tên là ca sĩ tường tận chứ không phải ca sĩ tận. Là phải tường tận từng chi tiết mới dính. Anh Nam, mời anh chia sẻ cảm xúc của mình ạ. Anh Trường Vũ đúng là người Việt mà gốc Hoa, cho nên là thường là trong cái giai đoạn đầu tiên Nam tìm hiểu là anh sang bên Mỹ, thì những cái lúc mà tập hay là thu âm, thu ca, những cái bản thu đầu tiên là rất là khó khăn luôn. Bao giờ cũng sẽ có những người thân thiết để mà phụ giúp cùng hướng dẫn cái cách thu làm sao đó để mà có thể phát âm được cho nó tốt. Và sau đó thì ảnh cũng có tìm học, và thầy Chế Linh á, cũng là một cái người thầy mà giúp cho anh Trường Vũ rất nhiều trong cái việc là phát âm rồi nhả chữ luyến lấy. Cho nên là mình cũng thấy là đâu đó cũng có cái sự ảnh hưởng, nhưng mà cái hướng đi của ảnh chọn thì nó cũng tạo nên một cái gọi là cái dấu ấn cá nhân riêng. Cái điều đó cũng là một cái điều rất là
đáng để chúng ta học hỏi. Và quay lại với hai em thì thật sự với bản thân anh thì anh cảm thấy rất rất là hài lòng, cũng như là cảm thấy là dồn hết những cái tình cảm của mình trong cái phần mà thưởng thức. Dù tình em ra khơi nhưng anh còn mãi đây, còn mãi đắm đuối trong giấc mơ khờ dài. Giờ anh lẻ loi trong căn phòng hoang vắng, nguyện cầu em yêu về trong giấc mơ em đến. Em lặng lẽ ra đi cho tình tôi nhức nhối, bao năm hạnh phúc bên nhau bây giờ tan theo khói sương. Này người tình ơi, những lúc anh về lặng lẽ âm thầm nhìn căn phòng vắng làm bao xót xa. Đêm nay em có vui không, biết tình nhận em ấm, riêng anh lạnh lẽo đơn côi có lòng ngập tràn đớn đau. Dù tình em xa hơn nhưng anh còn mãi đây, còn mãi đắm đuối trong giấc mơ khờ dài. Giờ anh lẻ loi trong căn phòng hoang vắng, nguyện cầu em yêu về trong giấc mơ em đêm. Dù tình em xa hơn anh còn mãi đây, còn mãi đắm đuối trong giấc mơ khờ dài. Giờ anh lẻ loi trong căn phòng hoang vắng, nguyện cầu em yêu. Giọt mắt như chén chua cay này, lỡ bao như lá xúc á buồn, lòng thầm bữa phải nỗi đau. Với trái tim ta tật nguyện. Buồn nào đưa ta qua những nỗi đau thương này, giọt nồng ta sẽ chút quên đi đôi mắt u tịch, ánh mắt đắm đuối đôi môi là mê đôi tay buông lời. Em yêu đã giết ta trong một đêm hôi mê buồn, vì yêu em nên ta đã hoang ngây ngô rồi. Mỗi sáng ngủ tối ta điên ta say với bóng men, đã thấy những nỗi đau thương trên tay đâu không hề hay, khi em đã bước chân theo tuyệt vui kia đi rồi. Nào ngờ em quay lưng cho ta quá đau buồn, giữa quãng đời làm người tình si quá mê say, ôm lòng vỡ nát. Chút hết trong ly rượu nồng, đã cho ta lỡ yêu em rồi, con tim ta lỡ trao em rồi. Ta say ta hát nghêu ngao lời tình si mê, em có hay không nào? Giọt mắt như chén chua cay này, lớp bên những gã su ca buồn, lạc thang bước với nỗi đau, với trái tim ta tật nguyện. Giọt mắt như chén chua cay này, lớp bên những gã su ca buồn, lạc thang bước vững lời tình si mê, em có hay không nào? Giọt mắt như chén chua cay này, lớp bên như gã su ca buồn, lạc thang bước với nỗi đau, với trái tim ta tật nguyền.
lạc tham bước với nỗi đau, với trái tim ta thật nguyên. Xin cảm ơn vũ đoàn Phương Việt rất nhiều. Trời ơi, thiệt ổng tới đồ ra rồi ổng nhảy đó. Chị, cái giò cho quẩy bên đây nè. Rất là dễ thương và là không khí cuối cùng rất là bùng nổ đúng không ạ? Anh Hoàng Nhật Nam thân mến. Cô Tư cổ ghi nhiều lắm em ơi. Xin mời cô giáo cầm bà đi. Này hồi xưa ba làm cô giám thị. À đúng rồi. Rồi ba ghi chép của ai đi trễ, ai bị phạt cái gì đó là ba ghi lợi. Rõ ràng rồi, bây giờ mời cô giám thị. Hưng của tôi đây sao? Nãy giờ bà cứ quay, bà cứ bà càng câu bà quay qua. Sao mập dữ vậy? Trời ơi. Rồi quay qua cái ca thêm câu cái quần nó có rộng dữ vậy. Rồi cái ca thêm câu. Cái lá ca thêm câu xuống gần tới đây. Cái mắt kiến bự quá che hết cái mặt rồi. Bà cứ lo bà ngó bộ đồ ta không ta thi chị. Rồi cái lạc là cái nói. Trời ơi, cái cổ áo kìa, cái cổ áo làm cho con bé lùn lại kìa. Bà mai đồ hả bà Tư? Trời ơi trời. Không, phải gì ta cái hình ảnh cứ... Cái đầu tiên là quay lưng bạn đó. Trời ốm ốm cái áo nó ngắn nó sức lên kìa. Trời ơi cái gì bà chấm mà bà chấm cái bộ đồ không à. Tại vì cái hình ảnh của bạn tôi nó rất là chỉnh chu. Ok ha. Ok không? Quần tôi chưa bao giờ thấy bạn tôi mặc cái quần mà nó rầm rầm như thế cả. Không mà công nhận mắc cười thiệt, mắc cười thiệt. Cái con mắt kiến nữa cho nên nó làm cho tôi bị phân vân. Tôi phải nhìn càng nhìn nữa biết không? Không, không nhưng mà hôm nay là ốm hơn hôm bữa rồi đó. Ốm thì có ốm đấy. Nhưng mà nó vẫn mắc cười bạn ơi. Nó lạ lắm, cái e của bạn ra nó lạ lắm. Mà cái đoạn bạn nhảy cái chân bạn móc nó lạ lắm trời ơi. Cái đó mà thử thách anh Thành mà nhảy lên bây giờ khó lắm anh. Cái xuồng đó khó, đừng. Bỏ qua đi. Rồi bao nhiêu chén chua cay này. Anh Thành ơi, thật ra em xin các vị giám khảo chúng ta ở đây là tại vì cái bạn này thể hiện ca sĩ, mà cái người ca sĩ đó anh Thành anh thể hiện rất là thành công. Mà em tiết lộ với quý vị luôn á, ở đây có một vị giám khảo hát bài Say Tình cũng thiệt là hay, đó là đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Oh, wow. Bây giờ chúng ta xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam và giám khảo Trấn Thành chúng ta bước lên sân khấu ạ. Vâng ạ, xin mời hai giám khảo. Xin mời. Mời anh Thành, mời anh Nam. Chết rồi. Ai nhảy ai hát? Nhỏ này chắc năm sau nó ít được mời lắm. Thành ơi, Ly đề nghị nè. Tại vì Ly nghe Thành hát hoài à. Ly chán lắm, hôm nay Ly muốn Hoàng Việt Nam hát. Nhưng Thành mang đôi giày đó nhảy cho nó đẹp. Đúng chết rồi. Rồi, chết. Mà nhảy xoắn quẩy rồi nãy nha. Họ đứng đây không có về gì hết. Hát đi. Sót mới như chết cho cái nơi. Lèo bèo như gái xưa cá buồn. Lang thang bước với nỗi đau, với trái tim ta tật nguyền. Giọt mai những trên chưa cây này, lê bê như gã du ca buồn, làm than bước với nỗi đau, với trái tim ta tật nguyền. Đã cho ta lỡ yêu em rồi, có kịp ta lỡ trao em rồi. Ta say ta hát yêu yêu ngao, lời tình đi mê, em có hay không nào? Trên chua cây này, lỡ bèo như gã du ca buồn, làm than bước với nỗi đau, với trái tim ta tật nguyền. Xuất sắc, vỗ tay quý vị. Wow. Xin mời giám khảo Cẩm Ly nhận xét về thí sinh Hoàng Nhật Nam. Có một sự bất ngờ không hề nhỏ. Nhưng thí sinh Hoàng Nhật Nam đã hoàn thành rất là tốt cái phần hát của mình. Nhưng về phần nhảy thì chưa hài lòng ở thí sinh Trấn Thành. Ủa sao vậy? Chưa thấy nhảy cái gì quẩy. Giờ cháu quẩy chưa thấy nhảy. Music 1, 2, 3, go. Mấy anh chị, Đàm Vĩnh Hưng không phải Michael Jackson. Vậy nói gì thôi. Cái gì vậy? Anh Đàm nó cũng nhảy dữ vậy? Có nha, tôi thấy có.
Đàm có bún chân. Có bún nhưng mà này bún nhiều quá phải không? Không phải, là tại vì Đàm nhẹ hơn. Đàm bún nó gọn hơn, còn anh này bún nó hơi rung cái sàn tí xíu, nó hơi bị tưng xíu. Có Thành ơi, nhưng mà lâu quá Ly chưa thấy, Ly chưa coi được Hưng nhảy bún chân sao. Thành bún thử chết rồi. Cái giày này, cái giày này bún nè, bún nè. Không biết cái vụ đó đâu là làm coi làm sao, làm sao. Thôi để mấy tới Đàm thôi, làm sao Đàm đi nha. Hay quá, nhưng mà quan trọng dạ, một đôi hôi tay giám khảo Hoài Nhật nào. Mà giám khảo chân thật ơi, trời ơi. Tôi nói rồi mà có tuổi mà đi cà keo chi gì không biết nữa. Đứa nào lâu tôi lên sân khấu một lần nữa tao giết chết liền. Cảm ơn tiết mục về rất là giải trí của ban giám khảo của chúng ta. Bây giờ mình sẽ quay trở lại với anh chàng Tuấn Phong. Không, nhưng mà sau tất cả thì nhận ra là giám khảo giải trí hơn thí sinh rất là nhiều. Thấy là anh Hoàng Nhật Nam anh có những cái gì đó rất là nổi loạn nha. Lần đầu tiên tôi nghe Nam hát đó, tưởng là mọi người trêu Nam không á, nhưng mà tưởng hay đó nha. Nam hay mình lắm á. Hay đó nha. Hay. Đó chỉ là những cái giây phút bốc đồng mà thôi, anh đã trở lại nội tâm như xưa rồi. Rồi giám khảo nội tâm thể hiện quyền năng của anh đi. Cái mùi giả tạo mà nó bay nghi quốc thiệt á. Ê nó nghe nè, người ta thi rồi mình góp ý người ta đi. Đúng rồi, anh mỏi rồi. Ừ anh mỏi rồi. Giám khảo lôi nói về nhau không à. Bà Minh Tuyết có bài đầu chứ không ai đâu á. Bây giờ cô Minh Tuyết bà này đã sáng động phong trào trong trường nè. Thiệt tình. Anh bình tĩnh trở lại thì lúc nãy cô Tư cổ đang nói về thời trang nhưng mà chưa nhận xét hết. Bây giờ phải mời cô Tư nói nè. Phần trình diễn rồi giọng hát. Đó, nãy giờ là Tư bức xúc cái gì? Nãy giờ Tư bức xúc cái gì mà Tư quay qua Tư nói Tư hoài vậy Tư? Thì nói nãy giờ Thành nói hết ở đây. Đây chỉ ghi là trang phục và kính của Hưng không chịu nổi. Ghi vậy thôi, đơn giản thôi. Tại này nãy giờ nói rồi, tại vì biết sao không? Quen rồi, tự nhiên nhìn cái hình ảnh nó sao sao. Tại vì cái giọng của em nó giống, hiểu không? Cho nên là chị cứ tưởng là Hưng. Cho nên chị nhìn chị thấy Hưng hôm nay rất là lạ. Bạn của mình rất là lạ. Cho nên chị có mấy cái ý kiến như vậy thôi. Hôm nay bạn diễn rất là thú vị, rất là giải trí. Bạn kéo micro giống như là kiểu đang tập tạ ấy, xuống mà xuống tới đây này. Nè, tôi nhớ là cái dòng trước đó, ai có nói là chung kết em phải đậm nét lên. Tôi vẫn còn nhớ cái câu đó đó. Nhưng mà này đậm quá nên mặn tay. Thì làm sao biết được. Ai nói bữa nay không bùng nổ là sai, bạn rất là bùng nổ. Nhưng tôi nói, thí dụ mà có kéo cái micro ra đồng ý, nhưng mà ráng làm sao control nó lại, vuốt nhẹ thôi, để xa quá nhiều khi mất vài chữ uổng quá. Thật ra hôm nay á là em có nghe lời góp ý của các giám khảo. Hôm nay muốn các em có một cái gì đó mà giống như anh Thành nói là bùng nổ. Thì đúng ra em có một cái bài rất là sôi động, khác với em ở những cái vòng đầu hoàn toàn luôn. Nhưng mà nhiều khi chắc là cũng là dừng giống như lần đầu tiên, cho nên là em máu quá. Về phần giải trí thì em rất vui. Một lần nữa cũng căn dặn chúng ta nghe có chọn lọc. Khen em có một tiết mục rất là sôi động để gửi đến tất cả quý vị khán giả trong đêm nay. Cảm ơn Phong. Cảm ơn giám khảo Cẩm Ly. Giám khảo Minh Tuyết. Riêng đối với chị thì chị nghĩ rằng á, em là người bắt chước giống thần tượng của mình cái cách hát nhiều nhất. Bây giờ chị đố cho em hát riêng của bản thân em vẫn hát giống Hưng thôi. Em là bị ăn vô trong máu rồi. Cái phong thái cho tới cái cách hát là em đã ăn vô trong máu. Chỉ vì em không ốm như anh Hưng, em không trưng diện đẹp được như anh Hưng, cho nên nó bị cái điều đó, nó khiến cho em bị mất điểm cái phần đó thôi. Nhưng cái phần đó mình vẫn, nếu mà mình đưa đúng, mình trau chuốt đúng thì nó vẫn sẽ được thôi. Nhưng mà cái khó nhất vẫn là mình hát làm sao giống như nhắm mắt lại người ta vẫn có thể nói ơ hình như Đàm Minh Hưng hát kìa. Thì với chị, riêng chị vẫn nghĩ rằng em là người hát giống thần tượng nhất. Cảm ơn giám khảo Minh Tuyết. Thế còn đạo diễn Hoàng Nhật Nam? Tuấn Phong luôn giữ một cái phong độ từ đầu cho đến giờ, nhưng mà trong đêm chung kết này thì anh nhận ra Tuấn Phong dù là một chàng trai rất là bản lĩnh sân khấu và gọi là có sự tính toán sân khấu từng chi tiết, nhưng mà hôm nay đã có cái sự gọi là lo lắng. Cái áp lực của cái đêm nay nó quá căng. Và cái điều đó nó đã thể hiện ở cái tiết mục Tam Ca. Phong cũng có quên lời một đoạn này, rồi cái bài vừa rồi cũng có quên lời. Mà trước đó anh chưa bao giờ mảy may bắt gặp một chút thiếu tự tin ở Phong hết trơn á. Nhưng mà cái điều mà anh có thể cảm nhận được là cái năng lượng mà Phong lan tỏa ra trong cái tiết mục này là có thật. Và mọi người dưới này rất là hào hứng và nhún nhảy theo. Và cái chất giọng của Phong cũng rất là tốt, vẫn đảm bảo những cái phần ca để làm sao giống anh Hưng nhất. Còn với những sự diễn xuất của Nhại và di chuyển sân khấu để mà có những cái nó mang tính giải trí nhiều hơn thì đó là một sự nỗ lực mà anh ghi nhận. Mặc dù là cái sự nỗ lực đó có thể là hơi đậm hơn một chút nhưng mà anh thấy vẫn dễ thương. Dĩ nhiên là làm sao có thể yêu cầu em chính xác và giống như anh Hưng hoàn toàn 100% được, vì cái cơ địa mỗi người, cái body của mỗi người hoàn toàn là nó khác nhau. Nhưng mà em cũng đã có quá trình giảm cân
đó. Nhưng mà lưu ý thời trang là nó phải fit, anh Hưng luôn luôn là nó fit body lắm, thì lúc đó thì từng cái chuyển động của mình nó được linh hoạt hơn, nó sinh động hơn. Chúc mừng Phong. Xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều vì những lời góp ý dành cho Tuấn Phong ngày hôm nay. Một tràng hô tay nữa, chúc mừng.